chương 61. Lần nữa xuyên qua. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 61. Lần nữa xuyên qua. Huyết chiến đao pháp. Cự thạch công. Hai quyển bí tịch đều là đại khai đại hợp hình công pháp, nhất là cự thạch công, càng là lấy phòng ngự làm chủ, một khi luyện thành, bắp thịt cả người nhô lên, đau thương khó nhập, là chủ lực lượng hình công pháp. Cùng hắn theo đuổi ám sát, nhanh chóng lưu một trời một vực hắn một mực mục tiêu theo đuổi đều là lấy khoái kiếm giết người, lấy thân pháp trốn xa. Bất quá, cũng không phải nói cái này hai môn công pháp không thể tu luyện. Dù sao mỗi tăng lên một môn công pháp, hắn đều có thể tăng lên một chút tư chất. huống hồ sau này hắn nếu muốn ở dị giới áo lót nở hoa, nhiều học vài môn công pháp, kia là tất nhiên. Mỗi một loại tuyệt học đều muốn tinh thông mới được. Dương Phóng lúc này cẩn thận lật xem, trong phòng tu luyện thời gian nhoáng một cái lại là hai ngày. Bởi vì mới gây dựng một cái bầy, đám người lần nữa chịu đựng không nổi, tại quần nội nói chuyện phím. Mỗi ngày đều có thể sinh ra hơn vạn đầu chưa đọc thư hơi thở. Đủ loại tin tức không ngừng bị người hỏi ra. Tự hồ giờ khắc này phần lớn người đã quên đi đến từ dị giới tử vong uy hiếp. Thậm chí có người tại bầy bên trong đề nghị muốn ra tụ họp một chút, lần nữa thu được không ít người tán đồng. Đúng rồi, trình đội trưởng, các ngươi có tịch tà ngọc sao? Ta muốn nhập tay một khối tịch tà ngọc. Có người tại quần nội hỏi thăm. Tịch tà ngọc giá cả cực kỳ đắt đỏ, trước mắt ở bên kia, chúng ta cũng vô pháp lấy tới quá nhiều, các ngươi có thể tìm quách thiên khiếu, tưởng khai hỏi một chút, trong tay của bọn hắn có lẽ sẽ có, bất quá phải trả nhất định tiền tráng. Trình thiên giả tại quần nội đáp lại. Rất nhiều tài nguyên hiện tại cũng rất khan hiếm, không có khả năng miễn phí vô điều kiện cung cấp. Huống hồ, nếu quả như thật thứ gì đều có thể miễn phí cung cấp, vậy liền sẽ làm rất nhiều người đánh mất tiếng thủ tâm, dưỡng thành lười biến tập tính. Bởi vì vô luận muốn cái gì, đều có thể từ quốc gia cho bọn hắn giải quyết, vậy bọn hắn làm gì còn muốn mạo hiểm. Trong tay của ta nhiều một khối, 35 vạn nhân tệ ra. Quách Thiên Khiếu trực tiếp đáp lại. Ta bên này cũng có một khối, giá cả đồng dạng. Tưởng Khai cũng trở về ứng, Quần nội rất nhiều người âm thầm liếu lưỡi. 35 vạn. Cái này tại một chút huyện thành nhỏ, có thể thỏa thỏa mua một bộ phòng ốc, vẫn là tiền đặt cọc loại kia. Tất cả mọi người là đồng sự, tiện nghi một chút được hay không? Địa sản tiểu hồ hỏi. Đúng vậy a, à, chúng ta đều muốn nhập tay một khối, cái giá tiền này quá mắc đi. 35 vạn, quý có chút không hợp thói thường a. À. Tốt xấu tất cả mọi người là đồng hương cùng ở tại tha hương vì dị khách, tiện nghi một chút a. À. Những người khác nhau nhau phát ra tin tức. Đã không quý, tại hắc thiết khu quần cư, tịch tà ngọc đã tăng tới 65 lượng bạc một khối giá cả, ta chỉ lấy 35 vạn nhân tệ, giá cả cỡ này đã là xem ở trình đội trưởng trên mặt. Tưởng khai đáp lại. Coi như tại Bạch Lạc Thành, tịch tà ngọc giá cả cũng tại 45-48 lượng bạc giá vị. Mà dựa theo năm thì trước đó tự mình giao dịch, một lượng bạc có thể đổi 8.000 nhân tệ. Một khối tịch tà ngọc như thường sẽ có 36 vạn nhân tệ trở lên giá cả. Bọn hắn thu 35 vạn nhân tệ, đây không tính là cái gì a? À? Rất nhiều trong lòng người thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn trước đó liền đã tốn không ít tiền. Hiện tại đâu còn có thể xuất ra 35 vạn. Trừ phi đi bán nhà cửa. mắt như vậy. Dương phóng ánh mắt chớp động trong tay của hắn tịch tà ngọc hiện tại thế nhưng là rất nhiều. Trọn vẹn 15 khối. Một khối có thể bán 35 vạn nhân tệ, 15 khối chính là 525 vạn. Nói như vậy ta hiện tại cũng tương đương với 500 vạn phú ông. Cái này nếu là làm ăn lời nói, cơ hồ cả một đời không cần sầu. Nhưng hắn biết, loại chuyện này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tịch tà ngọc phương diện, hắn hiện tại còn không muốn ra, tịch tà ngọc uy lực có thể thêm vào, khẳng định càng nhiều càng tốt. Húng hồ hắn một khi xuất thủ tịch tà ngọc, trình thiên giả bên kia nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tra ra chính mình. Hiện tại mình chỉ muốn làm cái người trong suốt. Không muốn cùng chính thức có bất kỳ gặp nhau. Dương Phóng tại điện thoại bên trong tiếp tục xem một hồi. Đang kịch liệt co kẻ mặt cả về sau, vẫn là có người lựa chọn mua sắm. Dương Phóng để điện thoại di động xuống, tiếp tục trong phòng tu luyện thời gian vượt qua xương bắc khu trụ sở cảnh sát bên kia đang bận bận biểu tất cả nhân viên công tác đều bị điều động thông qua các loại số liệu tra tìm nghĩ tại trong thế giới hiện thực tìm tới thông thiên giáo chủ đáng tiếc lật khắp rất nhiều bầy ghi chép thông thiên giáo chủ chữ xác thực xuất hiện không ít lần nhưng lại tất cả đều là cùng một chút tiểu thuyết có quan hệ liên tục năm ngày quá khứ cũng không thể xác định thông thiên giáo chủ chân thực thân phận đội trưởng, tìm không thấy. Người mặc tây trang màu đen nam tử trung niên, lộ ra bất đắc dĩ, vuốt vuốt phòng lên huyệt thái dương, đạo, cái này thông thiên giáo chủ hoặc là chính là không chơi điện thoại, hoặc là chính là ẩn tàng cực sâu. Tìm không thấy. Trình thiên giả mày nhăn lại, đi tới đi lui, dạng này một vị đại cao thủ làm sao lại tìm không thấy. Có thể hay không hắn căn bản cũng không phải là người xuyên Việt. Quách thiên khiếu lần nữa nhìn không được nói. Nhưng ta tình nguyện tin tưởng hắn là người xuyên việt. Trình Thiên giả thanh âm nặng nề, "Đạo, như vậy đi, các ngươi lần sau sau khi xuyên việt, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, cái này Thông Thiên giáo chủ là cái gì cách ăn mặc, thân cao nhiều ít, bộ dáng dáng dấp ra sao, nhất định phải xác định được, nếu như có thể nhìn thấy đối phương, phải tất yếu chuyển đạt quốc gia thiện ý, không quản hắn mở ra điều kiện gì, đáp ứng trước hắn." "Tốt." Quách Thiên Khiếu, tưởng khai lúc này gật đầu, sau đó lại là mấy ngày quá khứ. Một chỗ vứt bỏ công trường bên trong. Dương Phóng cầm trong tay một thanh từ trên mạng mua sắm đao gỗ, thân trên trần trụi, cờ bắp hiển hiện, tại công trường bên trong tránh chuyển xây dịch, tu luyện đao pháp, từng đợt chói tai kình phong tiếng rít đang không ngừng vang lên. Vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, tất cả đều đạt tới một loại kinh người quy mô. Ngay tại trước mấy ngày, hắn mới lần nữa phát hiện thể chất của mình lại tăng lên thế giới khác vô hình ảnh hưởng tựa hồ ở trên người hắn không ngừng tích lũy rất sớm trước đó hắn tại đường núi chạy chậm lúc liền phát hiện đến thân thể dị thường mà lần này trở về về sau thân thể bên trong dị thường rõ ràng so trước đó càng mạnh hắn không rõ ràng người khác có phải như vậy hay không nhưng chính hắn nhục thân cùng thể chất xác thực như thế phá dương phóng vọt người nhảy lên trong tay đao gỗ quét ngang phịch một tiếng đao gỗ hung hăng chém vào một bên xi măng trên cây cột, tóe lên mảng lớn xi măng mảnh vụn. Dương Phóng thở hồng hộc, thân thể rốt cục dừng lại, lập tức hướng về kia chỗ xi măng cây cột đi đến, xem xét tỉ mỉ. Chỉ gặp thô to xi măng trên cây cột, trực tiếp bị hắn dùng đao gỗ chém ra một đạo sâu đạt 2 cm lõm xuống tới. Xi măng phía dưới gạch đá đều bị đao gỗ chém vào vỡ ra. Dương Phóng trong lòng mãnh liệt một đau kia nếu là chém vào trên thân người đồng dạng sẽ không dễ chịu hơn phân nửa có thể đem người xương sườn cũng cho đánh gãy cái này nhược trước kia hắn căn bản không thể nào làm được điểm này nhưng bây giờ lại trở nên không tốn sức chút nào dương phóng thu hồi đau gỗ một thân mồ hôi nóng đi đến một bên bắt đầu nghỉ ngơi từ khi cầm tới bí tịch đến nay những ngày này đều đang khổ luyện huyết chiến đao pháp cũng cự thạch công lấy hắn hiện tại đại não đối với động tác nhận biết, hai môn công pháp mấy ngày ngắn ngủi liền bị hắn nắm giữ. Nhưng vẫn là câu nói kia, tại trong thế giới hiện thực quy lực không hiện. Muốn trông cậy vào bọn chúng tại thế giới hiện thực làm sằng làm bậy, căn bản không có khả năng. Dương Phóng nghỉ ngơi một lúc sau, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện tâm pháp. Lúc chạm vạn tối, Dương Phóng bình thường về đến trong nhà. Vừa mới tốt không lâu, cánh tay của hắn chỗ liền lần nữa truyền đến một tia quen thuộc nóng rực. Dương Phóng lúc này giơ cổ tay lên, cấp tốc quan sát. Lại tới. Hắn thở sâu, đi hướng giường, trực tiếp nhắm mắt nằm xuống. Từng đợt trời đất quay cuồng cảm giác cấp tốc mãnh liệt mà đến, đem hắn bao phủ. Một lát sau, Dương Phóng mới lần nữa mở hai mắt ra, thở hổn hển, từ địa cuộc bên trong đứng dậy. Đứng dậy sát na, hắn liền lập tức mở ra bảng tiến hành xem xét. Tính danh Dương Phóng tuổi thọ 21, 75 tuổi tu vi Ngũ phẩm 240, 300, tâm pháp Dương Viêm Quyết Đại Thành 840, 840, Hắc Hổ Quyết Đăng Đường Nhập Thất 960, 1200, Võ Kỷ Tật Phong Thập Tam Kiếm Đại Thành 10, 800, Vô Ảnh Kiếm Đại Thành 1200, 1200, Đại phi phong trượng Pháp Đại Thành, 100, 800, đạp tuyết công đăng đường nhập thất, 431, 600, âm ảnh thân Pháp Đại Thành, 460, 1.200, đồng trưởng công Đại Thành, 200, 800, lưu tinh đao tinh thông, 100, 300, cự thạch công nhập môn, 188, 300, quyết chiến đao Pháp nhập môn, 288, 300, kỹ năng. Rèn sắt Đại Thành, 1, 800, ám khí đăng đường nhập thất. 330-1200, chế độc tinh thông, 360-400, hội họa tinh thông, 20-400, tư chất. Rất có tiềm lực, 58-60. Tư chất còn kém 2 điểm, liền có thể lần nữa đột phá. Dương phóng ánh mắt chấp động, vừa vặn đem huyết chiến đao pháp luyện đến cảnh giới kế tiếp. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Huyết tế bắt đầu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 62 Huyết tế bắt đầu. Bóng đêm im ắng. Mây đen che đậy đỉnh. Nguyên bản liền u ám khu quần cư giờ khắc này trở nên càng tăng áp lực hơn ức, như là tràn ngập một loại nào đó đáng sợ sát ý. Mới vừa vặn qua giờ tuất không lâu, cũng đã mọi nhà đóng cửa, cơ hồ không có cái nào thổ dân dám tùy tiện lộ diện tam hà bang bên trong đèn đuốc sáng trưng rộng rãi trong hành lang từng tòa bạch hạt tòa đèn phân hai bên cạnh sắp xếp quan mang lập lòe đem toàn bộ đại đường đều cho chiếu rọi đến như nhược ban ngày trong hành lang khí độ xâm nghiêm đã sớm ngồi đầy bóng người nhưng mà ngồi tại ở giữa nhất chỗ cao nhất vị kia lại không phải là tam hà bang ban chủ ngụy thiên long mà là một người mặc áo bào đen vài cổng khôi ngôn người sư mũi mắt hổ khí tức thâm trầm ánh mắt sắc bén cho dù là ngồi đều có năm sáu thước chi cao hai bàn tay dị thường rộng lớn che kín thật dày vết chai rõ ràng là lần này hắc long quân dẫn đội thủ lĩnh kim cương trưởng tống vạn tại hắn tọa hạ hai bên thì theo thứ tự là lần này tụ đến từng cái môn phái cao thủ có kiếm tháp hoang dã bích thủy bọn người hắc sơn tự hắc ấn thiền sư hắc pháp thiền sư bọn người bạch nguyệt lâu bạch phong bạch kiếm cùng với khác từng cái thế lực cường giả mà nguyên bản tam hà ban ban chủ ngụy thiên long giờ phút này sắc mặt tái nhợt chỉ có thể ngồi tại cuối cùng chi vị hắn tuy có lục phẩm sơ kỳ tu vi nhưng lại bị tống vạn áp chế gắt gao có thể cho hắn lưu một cái vị trí cuối đã rất tốt hắn không thể không nhịn nhục phụ trọng giờ phút này tại tống vạn trước mặt trên mặt bàn một chữ trưng bày ba tấm giả đạo đồ. Nhìn một cái, giống như đúc, cơ hồ cùng thật không có gì khác biệt. Nhưng nếu tinh tế quan sát, nhưng lại có thể nhìn thấy trong đó đầu bút lông thô ráp, tồn tại sơ hở. Các vị, bản tướng muốn giảng, đã toàn bộ kể xong, không biết các vị ý kiến gì. Tống vạn thanh âm lạnh lùng, khí tức sau lưng, một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía đám người. Từng cái thế lực cường giả nhau nhau nhíu mày, đối mặt. Tống tướng quân có ý tứ là Đêm nay đồ trấn Kiếm tháp hoang dã sư huynh mở miệng hỏi Đồ trấn khoa trương Mấy vạn người quy mô khu quần cư Nhân viên lại như thế phân tán Coi như dết cái ba ngày ba đêm cũng dết không hết Tống vạn phất phất bàn tay Ai cũng biểu lộ nói Bản tướng có ý tứ là đủ khả năng Trước hết giết một buổi tối Nhìn xem có thể hay không kích động ra thần chủng Không được Đằng sau lại tiếp tục đồng thủ muốn huyết tế thần chủng nhất định phải tại trong phạm vi nhất định dùng máu tươi đổ vào nhưng thần chủng trước mắt ở phương vị nào nhưng không có bất luận kẻ nào có thể biết được lại như thế nào có thể chuẩn xác huyết tế cho nên tống vạn trực tiếp thống hạ ngoan thủ chuẩn bị phạm vi lớn đồ sát như vậy luôn có người thời điểm chết khoảng cách thần chủng khá gần có thể kích động ra thần chủng huống hồ thần chủng căn bản không phải hắn mục đích hắn mục đích là khu quần cư bên trong tài phú. Toàn bộ khu quần cư nhân khẩu mấy vạn, tài phú không ít, toàn bộ quét sạch mà đi, đủ để sung làm hắn thời gian rất lâu quân phí. Thiện tai thiện tai. Hắc Sơn tự hắc ấn thiền sư bàn tay dựng thẳng lên, sắc mặt thương xót, đạo, mong rằng tống tướng quân ít tạo sát nghiệt. Các ngươi đâu? Cho là như vậy. Tống vạn ngữ khí lãnh đạm, không để ý tới hắc ấn thiền sư, mà là nhìn về phía còn lại người hát ấn thiền sư hát pháp thiền sư trong lòng thầm than không cần phải nhiều lời nữa hoang giả sư huynh có chút trầm ngâm mở miệng nói kiếm tháp không có ý kiến bạch nguyệt lâu cũng đồng ý vị kia người mặt thanh sam che mặt nam tử mỉm cười nói hắn tên bạch phong là từ vừa mới bắt đầu liền cùng hát long quân từ bên ngoài tới chúng ta cũng không có ý kiến không tệ sớm một chút ra tay đi tại phiến khu vực này lãng phí thời gian nhiều lắm những người khác cũng nhao nhao mở miệng rất tốt tống vạn sắc mặt lãnh đạm che kín một tầng sương lạnh lạnh như băng nói đã dạng này đêm nay liền làm lôi đình thủ đoạn mong rằng các vị đồng lòng không muốn âm thầm đùa nghịch một ít động tác âm âm bàn tay của hắn một nắm trên bàn ba tấm giả đạo đồ tất cả đều bị hắn một thanh nắm nát hóa thành bột mịn Đại điện bên trong từng cái môn phái cao thủ toàn bộ đứng dậy, đằng đằng sát khí, bắt đầu quay người rời đi. Đợi cho đám người toàn bộ rời đi, Tống Vạn lập tức gọi tới một vị tâm phúc ái tướng, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Thông Thiên giáo chủ đã tìm được chưa? Hồi tướng quân, còn không có tìm tới. Người kia ông quyền đáp lại. Không vội, hai ngày này kiểu gì cũng sẽ gặp được hắn. Tống Vạn ngữ khí băng lãnh, đạo, truyền lệnh xuống lập tức động thủ đem khu quần cư tài phú tất cả đều cho ta làm ra dược liệu vàng bạc lương thực vải vóc một cái không thể rơi xuống vâng tướng quân người kia ông quyền hét lớn lúc này xuống dưới truyền lệnh đi bọn hắn xuất từ hắc long quân không giả nhưng cũng chỉ là hắc long quân một cổ tiểu phân đội lần này nếu có thể vớt một bút sau khi trở về cũng đủ để chèo chống bọn hắn thời gian rất lâu tu luyện đại điện bên trong rất nhanh chỉ còn lại có tam hà ban ban chủ ngụy thiên long sắc mặt trắng bệch tâm thần hoảng hốt xong tối nay qua đi hắc thiết khu quần cư đem triệt để trở thành lịch sử ha 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 dết cho ta từng nhà dết một cái không muốn buông tha trước hết dết những cái kia nhà giàu nhà giàu trong nhà vàng bạc khá nhiều xong lên a à. loảng xoảng từng đợt đạp cửa thanh âm vang lên số lớn hắc long quân cao thủ bắt đầu xông ra, triển khai tàn sát. Kiếm tháp, bạch nguyệt lâu, hắc sơn tự, cùng với hắn các môn các phái cao thủ cũng tất cả đều tại thừa cơ động thủ, lật nhập một hộ gia đình, cấp tốc động thủ. Các ngươi là muốn làm gì? Chúng ta là tam hà ban người. Phốc phốc phốc. À, toàn bộ trong đêm tối, kêu thảm vang lên, máu tươi vẫy ra, các loại đồ vật vỡ vụn thanh âm, phối hợp với từng đợt hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ quanh quẩn rất xa liệt diễm rất nhanh từ tây phường bắt đầu nổi lên cháy hừng hực đỏ thấu nửa bầu trời trên đường phố khắp nơi đều là hắc long quân cao thủ lại có từng cái giống như u linh môn phái cường giả hỗn loạn trong nháy mắt xuất hiện cũng tại hướng về toàn bộ khu quần cư nhanh chóng lan tràn những người này những nơi đi qua từng cái thiêu đốt bó đuốc ném khắp nơi đều là đơn giản tự như là tận thế hàng lâm đồng dạng. Kinh khủng động tỉnh truyền ra, để rất nhiều trốn ở trong nhà người đều rõ ràng nghe nói, rung lẫy bẫy, vội vàng liều lĩnh hướng về trong địa động ấn nút. Phía trước là được phương thương hội, nhanh dết cho ta. Âm âm. Một đám hắc long quân phóng ngựa xông qua, cầm trong tay từng ngụm to dài lưu tinh chú y, xoay tròn lên, trực tiếp hướng về được phương thương hội đại môn đập tới, phát ra từng đợt kinh khủng oanh minh. Số lớn cao thủ cuồn sông vào bên trong. Các vị đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, tiểu nhân nguyện ý dân ra tất cả tài phú, chỉ cầu bỏ qua cho. Được phương thương hội trưởng quỷ hoảng sợ mở miệng. Phốc phốc. Lời còn chưa dứt, một ngụm to lớn lưu tinh chù y liền hung hăng nện ở bộ ngực của hắn, đem hắn đập cùng phúng huyết thủy, quần áo nổ tung, thân thể hung hăng bay rất ra ngoài. Lão gia, cùng bọn hắn liều mạng, Súc sinh a, à. toàn bộ được phương thương hội hoàn toàn đại loạn, tiếng kêu to vang vọng toàn bộ đêm tối, khắp nơi đều là cường giả tại tứ ngược, từng đầu nhân mạng bị thu gặt, máu tươi phiêu tán rơi rụng, kêu thảm không ngừng, lớn như vậy hắc thiết khu quần cư giống như là biến thành nhân gian luyện ngục, nồng đậm hỏa diễm làm nổi bật dưới, từng cái xuất từ bạch lạc thành cao thủ tự như là biến thành địa ngục ác ma, trên mặt nhe răng cười, khắp nơi đồ sát tưởng đội trưởng, là ta, ta là ngươi lão hương, ngươi quên sao, ngươi là chúng ta, đặc biệt hành động tổ với đội trưởng, chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm xong, ta còn xin qua ngươi lớn bảo vệ sức khỏe. Một cái phú hộ trong nhà, một vị lam tin người vô cùng hoảng sợ, trong miệng kêu trên, nhìn xem mấy tên xâm nhập tiến đến Hắc Long Quân. Một trong số đó đương nhiên đó là tưởng khai. Tại thế giới hiện thực, bọn hắn còn cùng một chỗ tụ qua nói xong lần này một xuyên qua liền đến tìm nơi nương tự tưởng khai. Tưởng khai sắc mặt lạnh lùng, nghe vị này lam tin người lời nói, còn mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay như thiểm điện xẹt qua. Phốc phốc. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, đại não đầu lâu tại chỗ bay ra. Tên này lam tin mắt người trợn tròn, che kín sợ hãi, chết không nhắm mắt. Tưởng khai, hắn đang nói cái gì? Bên cạnh một vị hắc long quân cao thủ nhíu mày hỏi không biết, người này điên dại, dết tốt nhất, cái viện này người một cái cũng không thể buông tha. Tưởng khai băng lãnh nói. Ở chỗ này dám điểm ra thân phận của hắn, đây chính là muốn chết. Bên người một đám người nhe răng cười một tiếng, trực tiếp dết vào viện tử. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 Không nên ép ta. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 63. Không nên ép ta. Bắc phường khu vực. Mười mấy mét sâu trong tầng hầm ngầm. Dương Phóng nguyên bản đang tu luyện đao pháp, chợt dừng lại, biến sắc, vội vàng vẫn tay lên, hướng về bên ngoài nghe qua. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, điên cuồng tiếng cười to, hỗn thành một đoàn. Đám người kia động thủ. Huyết tế bắt đầu rồi. Dương Phóng trong lòng giật mình. Đáng chết hắn thầm mắng một tiếng, vội vàng bắt đầu đem gian phòng bên trong sớm chuẩn bị tốt độc châm, độc tiêu, hết thảy cất ở trên người, sau đó nắm lên mặt nạ, mang ở trên mặt, cầm trong tay trường kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn không lấy vì chính mình trốn ở lòng đất liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Trước đó tại thế giới hiện thực thời điểm, tử Nhật Đông Lai liền từng nói qua, cho dù là trốn ở nội tình, hắc Long Quân, Bạch Nguyệt Lâu người đồng dạng có thể phát hiện huống hồ hiện tại hắn cũng không phải chỉ có một mình hắn đào qua động. Đoạn trước thời gian, khu quần cư bên trong liền có thật nhiều người cũng học xong đào hang, điểm này, đám kia kẻ ngoại lai khẳng định biết. Dương phóng để cho tiện động thủ, trực tiếp dọc theo dây thừng leo ra, giấu ở địa quật lối vào chỗ. Dạng này một khi có người mở ra địa quật, hắn đều có thể trong nháy mắt thoát ra, đoạt cái tiên cơ. Lúc này, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, tiếng cuồng tiếu như cũ tại liên tục không ngừng truyền đến. Nơi xa càng là nương theo lấy từng đợt nặng nề tiếng vó ngựa âm, rung động âm âm, tựa hồ khắp nơi đều là bóng người. Không chỉ là hắc long quân cùng các đại môn phái người tại động thủ. Còn có rất nhiều tán tu, cũng đều tại thừa dịp loạn cướp sạch. Trốn ở địa cuộc dương phóng, đơn giản có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Hắn không rõ ràng đám người kia rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người nhưng khu quần cư hết thảy có bảy tám vạn người một đường dết tiếp chưa được mấy ngày công phu sao có thể dết đến xong răng rắc bỗng nhiên tiệm thuốc đại môn bỗng chốc bị người đập mạnh mở tiếp lấy liền truyền đến từng đợt hỗn loạn tiếng bước chân nhanh lục soát nơi này là tiệm thuốc nhất định có bạc chú ý địa đạo phòng ngừa có người giấu ở trong địa đạo từng đợt tiếng hò hét từ trong sân vang lên tạp nhạp tiếng bước chân hướng về hậu đường vọt tới, nương theo lấy từng đợt trăng rắc trăng rắc thanh âm, khắp nơi cửa phòng bị liên tiếp hai ba đá văng ra. Còn có từng đợt ngăn tủ bị lật đến thanh âm. Hiển nhiên, đám người này cực kỳ có kinh nghiệm, không muốn buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Địa cuộc lối vào dương phóng, ánh mắt băng lãnh, có thể rõ ràng nghe được cước bộ của bọn hắn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Tại càng ngày càng gần chỉ có bốn cái, hẳn là có thể giải quyết. Dương Phóng thầm nghĩ. Hắn hiện tại là ngũ phẩm trung hậu kỳ, kẻ tài cao gan cũng lớn, không còn như lúc trước nhát gan như vậy. Răng rắc. Bỗng nhiên, địa cuộc lối vào tấm ván gỗ bỗng chốc bị hắn đẩy ra, phát ra trầm đục. Dương Phóng thân thể trong lúc đó từ địa cuộc bên trong sông ra, hóa thành bóng đen, hướng về một cái khoảng cách gần hắn nhất bóng người nhanh chóng hướng về tới. Có người người kia sắc mặt biến đổi vội vàng quay đầu đáng tiếc dương phóng kiếm thế quá nhanh cơ hồ tại hắn vừa mới quay đầu trường kiếm cũng đã từ cổ của hắn xẹt qua phốc một tiếng máu tươi phiêu tán rơi rụng đầu lâu bay ra ba người khác thần sắc biến đổi vội vàng kinh uống một thân hướng về dương phóng đánh tới phốc 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 dương phóng vung tay ở giữa chính là đại lượng độc châm bay ra gắn đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu phòng ngừa địch nhân càng ngày càng nhiều. Ba người kia lông tơ đứng vững, vội vàng huy động vũ khí, nhanh chóng ngăn cản, phát ra đình đình đương đương thanh âm. Nhưng dương phóng hóa thành bóng ma, thân thể đã sớm gần sát mà tới. Phốc phốc phốc. Liên tục ba kiếm đảo qua, nhanh như thiểm điện. Ba đạo nhân ảnh tất cả đều che cái cổ, vô cùng hoảng sợ, cảm giác được nồng đậm kịch liệt đau nhức truyền đến, trước mắt cấp tốc biến thành màu đen, trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ. Đây là... Người nào? Thật nhanh kiếm. Bọn hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, cái này bình thường tiệm thuốc phía dưới, lại vẫn ẩn tàng cao thủ như thế. Bọn hắn đều là tứ phẩm A. Phu phu. Phu phu. Phu phu. Ba bộ thi thể gần như đồng thời ngã xuống đất. Dương phóng động tác cực nhanh, tại bốn người này vừa mới chết, liền bắt bọn hắn lại thi thể cấp tốc ném nhập địa cuộc bên trong, sau đó cũng lập tức đi theo nhảy vào địa cuộc phía dưới, tại bốn người này trên thân nhanh chóng lục soát sờ tới sờ lui. Một lát sau, lại là bốn khối tịch tà ngọc, mấy chục lượng bạc tới tay. Tình huống không ổn, vừa mới máu tươi bay ra, nhuộm đỏ gian phòng, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó thanh lý. Dương Phóng thầm nghĩ. Một khi có đợt tiếp theo địch nhân xuất hiện, nhìn thấy mặt đất vết máu, hắn bên này vẫn là khó tránh khỏi bại lộ dương phóng cắn răng một cái lần nữa từ trong lòng đất bò lên ra chuyển đến tấm ván gỗ cẩn thận ngăn chặn địa quật cửa vào sau đó ở phía trên trải lên một tầng thật dày thảm lại trực tiếp đẩy ngã ngăn tủ đặt ở trước đó vết máu bên trên làm xong đây hết thảy dương phóng lúc này xông ra thân thể nhảy lên rơi vào trên nóc nhà cảnh giác hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại cái này xem xét ở trên cao nhìn xuống có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ khu quần cư hỗn loạn. Dưới bóng đêm, khắp nơi đều là ánh lửa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười to, đại môn tiếng vỡ vụn loạn thành một bầy. Tự như nhân gian luyện ngục. Toàn bộ khu quần cư đơn giản muốn bao nhiêu loạn có bao nhiêu loạn. Dương phóng trong lòng giật mình, lần nữa nhảy xuống nóc nhà, hướng về một chỗ khác địa cuộc tiến đến. Hắn địa cuộc diện tích cực lớn, tổng cộng có hai cái cửa vào, cách xa nhau 30 mét trong lòng đất liên thông. Nơi này chỉ là thứ nhất. Còn có một cái, tại sát vách sát vách. Hắn leo tường mà qua, lập tức xông vào đến trong phòng, xốc lên thảm, chui vào đến địa cuộc phía dưới. Nhưng dù vậy, Dương Phóng yên nguyên khó mà bình tĩnh. Hỗn loạn còn tại tiếp tục. Đồng tỉnh bên ngoài đang không ngừng vang lên. Ước chừng đi qua một hai canh giờ về sau, một trận hoảng sợ tiếng kêu bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Cứu mạng, nhanh cứu mạng A. À. Bảo hộ tiểu thư. Keng 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 keng. A, à, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Hiển nhiên là có người trốn vào đến khu này khu vực. Không muốn giết cái kia tiểu mỹ nhân, đem cái kia tiểu mỹ nhân lưu lại. Một đạo thô cùng tiếng cười to vang lên. Trong sân, thi thể khắp nơi trên đất, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Một người mặc nga hoàng sắc váy áo nữ tử, vô cùng hoảng sợ dung nhan trắng bệch, toàn thân trên dưới rung lẩy bẩy, hai tay gắt gao nắm chặt một thanh trường kiếm, nhìn trước mắt một đám Hắc Long quân, bỗng nhiên hét lên một tiếng, nắm lên trường kiếm trực tiếp hướng về bụng mình đâm tới. Một vị Hắc Long quân cao thủ biến sắc, vội vàng nhanh chóng hướng về qua, một chưởng vỗ tại nữ tử bả vai. Âm. Nữ tử kêu thảm, thân thể tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở góc tường, trường kiếm trong tay đều trực tiếp rớt xuống đất vị kia hắc long quân cao thủ cười ha ha một tiếng, thân thể vọt qua, một tay lấy nữ tử kia thân thể ông lấy, hướng về gian phòng bên trong phóng đi, cười to nói, các vị huynh đệ, ta đi trước nếm cái mới mẻ, người bảo lãnh người có phần, các ngươi lập tức lục soát tiệm thuốc, nhìn xem còn có hay không cái khác bỏ sót. Cái khác một đám hắc long quân cười lớn một tiếng, lúc này nhanh chóng tản ra, tiến hành lục soát. Súc sinh, ngươi tên súc sinh này. Gian phòng bên trong, truyền đến nữ tử kêu thảm lòng đất chỗ dương phóng ánh mắt băng hàng khí tức nội liễm vững vàng ngừng thở không nhúc nhích hắn tại cưỡng ép nói với mình không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng bọn hắn người đông thế mạnh phát hiện địa đạo nơi này có vết máu nhanh lục soát bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận kinh uống thanh âm hiển nhiên dương phóng trước đó che đậy lối vào bị người phát hiện Dương Phóng hai mắt đột nhiên mở ra, hàng quang bắn ra. Muốn chết. Ta nguyên bản không muốn xen vào việc của người khác. Phốc phốc. Thân thể của hắn đột nhiên từ dưới mặt thảm xông ra, nhanh đến cực hạn, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về trên giường vị kia hắc long quân cấp tốc đâm tới. Vị kia hắc long quân thần sắc biến đổi, mới vừa vặn cởi quần áo ra, liền nghe được động tĩnh, vội vàng nhanh chóng trở lại, một chưởng vỗ ra kết quả hắn chưởng lực nhưng trong nháy mắt từ trước mắt trong bóng tối xuyên qua, hoàn toàn hư không dùng sức. Bên này có. Phốc phốc. Lời còn chưa dứt, trường kiếm đảo qua, một viên đầu lâu tại chỗ phóng lên tận trời. Huyết thủy dân trào, nhuộm đỏ trần nhà. Dương phóng ánh mắt băng lãnh, mang theo bạch sắc không mặt mũi cổ, như là một tôn ban đêm u linh, không nói một lời, trực tiếp hướng về sát vách sát vách nhanh chóng hướng về đi ta vốn chỉ muốn thành thành thật thật còn sống. Là các ngươi không nên ép ta. Tại sao phải đi tìm chỗ kia địa động cửa vào? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 Khó khăn lắm tự vệ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 64 Khó khăn lắm tự vệ. Một chỗ khác gian phòng bên trong bảy tám vị hắc long quân đã sớm xốc lên trước đó bị dương phóng che lại lối vào có ba người đã dẫn đầu nhảy xuống còn lại bốn cái tất cả đều tại vây quanh cửa vào quan sát ai bỗng nhiên có người kinh quát một tiếng vội vàng cấp tốc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sưu 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 lít nha lít nhít độc châm dẫn đầu hướng về thân thể của bọn hắn bay tới bốn tên hắc long quân cao thủ biến sắc lông tơ dựng thẳng lên vội vàng huy động vũ khí nhanh chóng ngăn cản keng 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 hỗn loạn tưng bừng hỏa tinh tóe hiện ra dương phóng thân thể như là bóng ma chợt lóe lên hướng về bốn người nhanh chóng công tới bốn người thật vất vả đón đỡ rơi dương phóng phát xạ phi châm vội vàng liền muốn liên thủ đối địch nhưng rất nhanh liền lộ ra hoảng sợ thân thể lão đảo phát hiện trước mắt của mình đang nhanh chóng biến thành màu đen hai lỗ tai mất thông thân thể như là say rượu đồng dạng trúng độc. Phốc 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 phốc. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Bốn cổ thi thể tại chỗ bay tứ tung mà ra. Phía trên xảy ra chuyện gì? Triệu hổ, các ngươi thế nào? Địa quật hạ trực tiếp truyền đến kinh uống. Dương phóng thân như bóng ma, phiêu hốt khó lường, một tay nắm lấy dây thừng, trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi, một cổ nồng đậm mùi huyết tinh khó mà che lấp. Không đúng, có sát khí đi quật hạ ba người biến sắc, vội vàng hướng phía trên phát xạ ám khí. Sưu 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 sưu. Từng ngụm ám khí bị bọn hắn cấp tốc bắn ra đi, lại bị dương phóng toàn bộ đón đỡ. Hắn thân thể lóe lên, rơi xuống đất quật bên trong, âm ảnh thân pháp ở trong hang bên trong lộ ra càng thêm yêu dị, mông lung, như là quỷ dị tàn ảnh, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào, dường như rắn độc nuốt tinh, cùng ba người này trong nháy mắt giao thoa mà qua. Phốc 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 ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt dừng lại, con mắt hoảng sợ, bàn tay chật vật sờ về phía cái cổ, lại trực tiếp ngã nhào xuống đất. Máu tươi dâng trào. Dương Phóng hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị. Lần này một người quyết đấu tám người, may mắn đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, nếu không bị bọn hắn tạo thành trận hình, tất nhiên phiền phức. Này mảnh địa cuộc không thể ở lại. Hắn nhất định phải đổi chỗ. Sau một lát, dương phóng có quyết ý bỗng nhiên hắn lần nữa nghĩ tới một chuyện vội vàng dọc theo dây thừng lao nhanh ra địa quật đem trước mấy cổ thi thể tất cả đều ném nhập địa quật phía dưới sau đó hướng về gian phòng cách vách lao đi a à, gian phòng bên trong truyền đến một đạo nữ tử kêu thảm dương phóng ánh mắt băng lãnh nhanh chóng xông vào gian phòng chỉ gặp nữ tử hai tay cầm kiếm trực tiếp hung hăng đâm vào bụng mình trường kiếm xuyên thấu mà qua đem mình đóng đinh ở trên giường, tốt một cái cương liệt nữ tử, hắn đi qua, đem một vị khác hắc long quân thi thể cũng trực tiếp ném nhập địa quật. Sau đó nghĩ nghĩ đem nữ tử này thi thể cũng một cái nhấc lên, ném vào địa quật bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa nhảy xuống địa quật, tại những thi thể này bên trên chăm chú tìm tòi. Rất nhanh, đại lượng bạc, châu báu, ngọc khí bị hắn phát hiện. Trừ cái đó ra, còn có chín khối tịch tà ngọc bốn bình dưỡng khí đan, một bản liệt dương đao pháp, bí tịch. Hiển nhiên, những này hắc long quân là một đường cướp đoạt tới, thứ ở trên thân đều là từ địa phương khác cướp tới. Dương Phóng tìm cái bao khỏa, đem những bạc này, châu báu, ngọc khí tất cả đều chứa ở bao khỏa, đủ để chứa một bao lớn. Hắn lại đem mình trước đó từ tàu trưởng lão nơi đó lấy được tài phú toàn bộ lấy ra, lại là một bao lớn. Dương Phóng nghĩ nghĩ, sau đó nhanh chóng dưới giường đào ra một cái huyệt động đem bên trong một bao lớn vàng bạc tất cả đều nhét vào chỗ này trong huyệt động cẩn thận vùi lấp đem một cái khác mạ vàng lưng bạc tại trên thân đương nhiên còn có kia bốn bình dưỡng khí đan một bản bí tịch những vật này hắn lập tức liền có thể lấy dùng đến nhất định phải thời khắc mang theo dương phóng nắm lấy dây thừng thân thể nhảy lên lần nữa hướng về phía trên bò đi sau đó đem địa quật cửa vào che lại đẩy ngã ngăn tủ đặt ở cửa vào chỗ thân thể trực tiếp rời đi nơi đây thừa dịp lúc ban đêm rời đi chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất thời khắc thế này có lẽ hắc hổ ban tổng bộ mới an toàn nhất bởi vì hắc hổ ban tổng bộ trước đó đã bị tìm tới 7-8 lần tất cả mọi người biết nơi đó đã người đi nhà trống ấn lý thuyết sẽ không còn có người tiếp tục lục soát dương phóng ra đại môn trong lòng cẩn thận mang theo bạch sắc không biểu cảm mặt nạ một đường hướng về hắc hổ ban tổng bộ tiến đến. Trong lúc đó nhiều lần gặp được một chút khắp nơi giết người võ sư, hắn đều trước tiên tránh đi. Khắp nơi đều là ánh lửa, tiếng kêu thảm thiết. Trên đường phố thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy từng cái kinh hoảng chạy trốn bóng người. Dương phóng ai cũng biểu lộ, liên tiếp xuyên qua bảy tám cái đường đi. Bỗng nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, thân thể lần nữa trốn tránh, cấp tốc giấu ở một chỗ âm u trong ngõ nhỏ cách đó không xa đường đi, truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau, đinh đinh đang đang chói tai, nương theo lấy từng đợt kêu thảm cùng sợ hãi kêu khóc. Tự hồ có không ít người ngay tại chiến đấu kịch liệt. Đừng, đừng giết ta. Vang cầu ngươi. Ô ô ô. Khoảng cách dương phóng không xa, một cái 18-19 tuổi nữ tử, một bên chạy, một bên hoảng sợ cầu xin tha thứ, nước mắt biểu vẫy, dị thường đáng thương. Hì hì ha ha tiểu mùi mùi, đừng sợ a, à, kỳ thật không có chút nào đâu. Một vị người mặc bạch sắc váy áo, bước chừng tại đồng dạng tuổi tác nữ tử xuất hiện tại nạn không xa, khoan thai cất bước, mang trên mặt hì hì tiếu dung, dung nhan mỹ lệ, mái tóc đen sung dài như thác nước, trường kiếm trong tay hướng xuống chảy xuống huyết dịch, cười đùa nói, thật sự là một bộ tốt dung màu a, à, ngươi bộ này da mặt ta muốn lột xuống, đương mặt nạ da người nhất định không tệ. Không muốn, tha ta, cầu ngươi tha ta nữ tử kia khóc trống nói. Âm u trong ngõ nhỏ dương phóng, ánh mắt nheo lại. Phương Đình. Lại là nàng. Tên kia run lẩy bẩy, ngay tại cầu xin tha thứ nữ tử, chính là trong thế giới hiện thực cùng hắn tại cùng một cái bệnh viện đi làm tiểu hộ sĩ Phương Đình. Mà đổi thành một nữ tử, nhìn quần áo cách ăn mặc, rõ ràng là kiếm tháp đệ tử. Dương Phóng trong lòng trầm mặt, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía một lát sau, trong lòng thở dài, thân thể như là bóng ma, chợt lóe lên. Tên kia người mặc váy trắng kiếm tháp nữ tử, trong lòng giật mình, bỗng nhiên cảm thấy lông tơ đứng vững, hư hư thực thực có một cổ gió mát hướng bên người nàng đánh tới. Nàng vội vàng nhanh chóng trốn tránh, nhưng là không quản nàng như thế nào trốn tránh, sau lưng kia cổ gió mát từ đầu đến cuối như bóng với hình, như là như dòi trong xương, để nàng tránh né không xong. Bạch sắc váy áo nữ tử sợ hãi dị thường, vội vàng trong miệng hoảng sợ kêu to, sư tỷ cứu. Phốc phốc. Đầu người bay ra, thi thể bổ nhào. Tuyệt mỹ trên dung nhan yên nguyên che kín sợ hãi, trong miệng lời nói lại vô luận như thế nào cũng rốt cuộc không kêu được. Một phương hướng khác, ngay tại cấp tốc đồ sát một đám hộ vệ mấy vị khác kiếm tháp cao thủ, tất cả đều cấp tốc trở lại, sắc mặt giật mình. Ngọc Linh sư muội Các nàng trong miệng kinh uống, liều lĩnh hướng về bên này chạy đến dương phóng hóa thành bóng ma trong lòng băng lãnh nhanh chóng hướng về thân thể của các nàng quét sạch mà đi hơi vung tay chính là mấy chục mai độc châm độc tiêu lít nha lít nhít hướng về thân thể của các nàng kích xạ mà đi dương phóng lấy âm ảnh thân pháp phối hợp ám khí đơn giản lần nào cũng đúng trường kiếm trong tay xuyên qua cái này bốn năm tên kiếm tháp nữ đệ tử đơn giản giống như là biến thành bia sống bị liên tiếp từ cái cổ xuyên qua máu tươi phiêu tán rơi rụng trong đám người hai tên hắc long quân cao thủ cũng là biến sắc không được bọn hắn quyết định thật nhanh quay người liền trốn nhưng dương phóng đã động thủ tự nhiên không thể nào để cho bọn hắn rời đi đạp tuyết công thi triển tại sao lưng nhanh chóng theo đuôi mà tới trong đó một tên hắc long quân cao thủ đột nhiên trở lại đồng dạng vung ra lít nha liếc nhít độc châm hướng về dương phóng đánh tới dương phóng nhướng mày trường kiếm trong tay xoay tròn đinh đinh đang đang rung động, tất cả độc châm đều bay ngược. Tên kia Hắc Long Quân hiển nhiên cũng là một vị dùng độc cao thủ, độc châm bay ra về sau, theo sát lấy đại lượng độc phấn, khói độc, độc vẫy, lít nha lít nhít hướng về sau lưng vọt tới. Dương Phóng ngừng thở, phối hợp âm ảnh thân Pháp liên tiếp trốn tránh, giống như là một cái quỷ dị như U Linh, thực sự trốn tránh không xong thì bị hắn lấy trường kiếm đánh bay ra ngoài, vung tay ở giữa lại là hơn 10 cây độc châm cấp tốc bay ra tên kia dùng độc cao thủ vội vàng nhanh chóng trốn tránh. Nhưng nói cho cùng tu vi của hắn kém xa Dương Phóng, tại hắn trốn tránh độc châm thời điểm, Dương Phóng sớm đã từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, mũi kiếm như là trắng độc, từ hắn cái cổ trong nháy mắt vòng qua. Phốc phốc. Máu tươi tràn ra. Tên kia dùng độc cao thủ trong lòng sợ hãi, vội vàng che cái cổ, tiếp lấy não hải mê mùi, toàn thân trên dưới như là sụi lơ, trực tiếp ngã nhào xuống đất thông thiên giáo chủ. Vị này dùng độc cao thủ trong đầu hiện ra bốn chữ lớn, triệt để chết thảm. Dương phóng như thiểm điện giải quyết đối phương về sau, lại cấp tốc truy hướng một tên khác hắc long quân cao thủ, một kiếm đâm chết về sau, thân thể hóa thành bóng ma, lúc này dọc theo một cái ngõ nhỏ nhanh chóng đi xa. Không có chút nào dừng lại dự định. Từ đầu đến cuối, hắn chân thân đều không có bại lộ mảy may, ngay cả sờ thi đều không có sờ như là một trận gió hiện lên, lưu lại đầy đất thi thể. Trên đường phố, nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng, rung lẫy bảy phương đình, đột nhiên trừng to mắt, hoảng sợ dị thường nhìn xem đây hết thảy. Nàng không chút nào biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là trong nháy mắt, những người đuổi giết kia liền toàn bộ chết thảm. Là có người cứu mình. Tam mùi, đi, đi mau. Mấy vị khác người sống sót sắc mặt trắng bệt, vội vàng bò người lên, mở miệng gọi. Phương Đình lúc này kịp phản ứng, cấp tốc đào vong. Một phương hướng khác. Dương Phóng lần nữa liên tục xuyên qua hai cái ngõ nhỏ, thuận lợi trốn vào hắc hổ ban tổng bộ, cẩn thận trốn, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bằng vào ta thực lực bây giờ, khó khăn lắm tự vệ, nhược nghĩ kim tể thiên hạ, khó, quá khó khăn. Trong lòng hắn thầm than. Không muốn lại nhiều quản bất luận cái gì nhàn sự. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64.1 Lâm Thời Thông Tri Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm Thời Thông Tri Mồ hôi, vừa mới đổ bộ hậu trường, kinh ngạc phát hiện một đầu đứng ngắn, vốn cho rằng lại tới cái gì đề cử, đầy cõi lòng mừng rỡ ấn mở đứng đoạn, kết quả phát hiện lại là lên khung, vào viết, thông tri. Lên khung, vào viết, thông tri. Ngoà tàu, cả người trong nháy mắt đều mộng, cái này chưng bài. Ta còn tưởng rằng tháng sau lên khung, vào viết, không nghĩ tới sẽ như vậy vội vàng. Tranh thủ thời gian lại trong đêm hỏi biên tập, nói là vòng thứ tư không có đi lên, liền cho mở trưa mai lên khung, vào viết. Ta trong nháy mắt bó tay rồi, không nghĩ tới bây giờ cạnh tranh thảm liệt như vậy, tranh thủ thời gian lại hỏi một chút ta truy đọc, kết quả lại làm trận thở dài một hơi. Mặc dù cất giữ bên trên không quá quan, không có bên trên vòng thứ tư, nhưng là chúng ta truy đọc cao A. Trước mắt tổng cất giữ 5.500, truy đọc tiếp cận 1.000, cái này truy đọc so đơn giản nghịch thiên. Trong nháy mắt lại để cho ta khơi dậy vô tận động lực, đằng một chút, từ trên giường xoay người mà lên, tranh thủ thời gian viết bản thảo. Các vị đại lão yên tâm, tác giả, cung trịnh trọng cam đoan, cuốn sách này tuyệt đối không quá dám. Khẩn cầu các vị đại lão có thể vào ngày mai giữa trưa cho đến cái thủ định. Chỉ cần thủ định đúng chỗ, sau này số lượng từ tuyệt đối không là vấn đề. Từ trước đó miễn phí kỳ đổi mới cũng có thể nhìn ra, tác giả, cung là cái đặc biệt đặc biệt chăm chỉ người. Cho nên, xin nhờ các vị. Trưa mai cho cái thủ định, để ta cũng ngược gió cuộc khởi một thanh. Liên tục bái tạ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Lại là thông thiên giáo chủ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 65 Lại là thông thiên giáo chủ Thời gian vượt qua Toàn bộ khu quần cư hoàn toàn đại loạn, ánh lửa hừng hực Tại Dương Phóng vừa mới rời đi không có 10 phút Đám kia kiếm tháp đệ tử thi thể liền bị người phát hiện Liên tục 4 năm tên kiếm tháp đệ tử từ đằng xa chạy đến Hai nam tam nữ Nam tất cả đều gánh vác trọng kiếm, một thân nhúng máu, nữ thì cầm trong tay nhuyễn kiếm, thần sắc lăng lệ. Bọn hắn nhìn thấy mặt đất thi thể về sau, tất cả đều biến sắc. Sư mùi. Năm tên kiếm tháp đệ tử nhanh chóng hướng về tới. Là ai? Ai giết chúng ta kiếm tháp đệ tử? Ngọc Linh sư mùi chết rồi, nhanh phát tín hiệu đạn. Cái gì? Ngọc Linh sư mùi bị giết. Năm tên kiếm tháp đệ tử thần sắc bối rối, lúc này kéo vang đạn tín hiệu hưu. Từng đạo lục sắc quan mang vọt lên, bay ra hơn 10 mét cao, trên không trung nổ tung. Những phương hướng khác. Ngay tại triển khai huyết tế hoang dã sư huynh, bích thủy sư tỷ tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Là ta kiếm tháp tín hiệu cầu viện. Đi. Hoang dã sư huynh quyết định thật nhanh, bàn chân đạp mạnh, trực tiếp hướng về đạn tín hiệu phát khởi phương hướng nhanh chóng hướng về tới. Bích thủy sư tỷ cùng với hắn kiếm tháp đệ tử, cũng nhao nhao theo sát phía sau. Trước mắt một đám vừa mới bị bọn hắn vây quanh khu quần cư thổ dân, sắc mặt kinh hoảng, vội vàng nhanh chóng chạy tứ tán. Thiện tai thiện tai. Hỗn loạn trên đường phố, hai tên người mặc màu đen cà sa hòa thượng, sắc mặt từ bi, một bên hành tẩu, một bên trong miệng tụng kinh. Bốn phương tám hướng kêu to không dứt, một mảnh thảm đạm. Nổi bật hai vị hòa thượng thanh âm, dị thường hoang đường. Hắc hổ ban tổng bộ. Dương phóng trong miệng ngậm một viên dưỡng khí đan, một bên vận chuyển nội công tiến hành luyện hóa, một bên vĩnh tai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không thể không nói, lúc trước hắn chọn đúng. Quả nhiên không có người nào tới hắc hổ ban tổng bộ. Đã liên tục hơn 2 giờ quá khứ, vẫn không có nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân xuất hiện ở phụ cận đây. Một đêm này chú định dài dằng dặc không biết làm tin người còn có mấy người có thể sống hạ. Dương Phóng thầm nghĩ. Hắn mặc dù xác định an toàn, lại như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, mà là toàn lực luyện hóa dưỡng khí đang Hắn tu vi hiện tại, khoảng cách chân chính lục phẩm chỉ kém 60 điểm kinh nghiệm. Nhiều nhất hai bình dưỡng khí đang liền có thể triệt để đạt tới lục phẩm. Đáng tiếc trước đó giết đám người kia chưa kịp soát người. Dương Phóng một trận tiếc hận, nhưng này cũng là vì an toàn muốn. Lại vào giang hồ nhắc nhở ngươi. Nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách lưới, tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Dù sao trước đó giao thủ đồng tỉnh không nhỏ, lại ở vào đường đi bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ có những người khác chạy đến. Hàng phong gào thét. Phát ra thanh âm ô ô. Bất tri bất giác thiên không bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Thế giới này trời đông giá rét rốt cục tại đêm nay sơ hiện mánh khóe nổi bật hỗn loạn khu quần cư lộ ra càng thêm băng hàng. Tiếng cười càng rỡ, sợ hãi gọi kéo dài cả đêm thời gian. Bông tuyết hỗn tạp huyết dịch, trong gió lạnh cuốn theo thật dày huyết tinh. Rốt cục. Sắc trời chuyển sáng. Bông tuyết càng ngày càng dày, như là từng mảnh từng mảnh tơ liễu trên không trung bay lên. Cả đêm quá khứ, toàn bộ khu quần cư triệt để tàn phá xuống tới. Có địa phương ánh lửa đến nay còn đang thiêu đốt trên mặt đất khắp nơi có thể nhìn thấy thi thể, rất nhiều thi thể bị tuyết trắng che lại, chỉ có thể lộ ra từng cái mơ hồ hình dáng. Giờ phút này, Tam Hà Bang tổng bộ không khí ngột ngạt. Từng dãy thi thể nằm ngang ở nơi này. Có kiếm tháp cao thủ, cũng có hắc long quân cao thủ. Tổng tướng quân có đầu mối sao? Hoang giả Sư huynh sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt Kim Cương trưởng, Tống Vạn. Sáng sớm Tống Vạn liền để cho người ta thông báo bọn hắn, để bọn hắn đem cửa bên trong chết thảm đệ tử thi thể vận đến Tam Hà Bang, nói muốn điều tra. Bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể sắp chết rơi Ngọc Linh sư muội bọn người dẫn tới Tam Hà Bang tổng bộ đại điện. Những người khác tử trạng đến còn tốt, duy chỉ có Ngọc Linh sư muội là bị người một kiếm bêu đầu, ngay cả đầy đủ thi cũng không có lưu lại. Đây chính là bọn hắn sư tôn con gái ruột. Tống Vạn sắc mặt âm trầm, không nói một lời, lặng lặng nhìn về phía trước mắt ngay tại nghiệm thi một vị lão giả. Lão giả kia cẩn thận lật nhìn mấy lần, triệt để xác định được, đứng dậy trầm giọng nói, tướng quân, tất cả thi thể vết thương nhất trí, cùng bảo thị bốn huynh đệ bị trúng kiếm thương đồng dạng. Có thể xác nhận, hung thủ cùng giết chết bảo thị bốn huynh đệ người, là cùng một cái. Thông thiên giáo chủ Thông thiên giáo chủ Tống vạn ánh mắt nheo lại tốt một cái thông thiên giáo chủ. Hắn khắp nơi tìm kiếm đối phương tìm không thấy, đối phương lại còn dám gây án. Hoang giả sư huynh, bích thủy sư tỷ biến sắc. Thông thiên giáo chủ. Tổng tướng quân, đã xác định hung thủ, còn xin mau chóng tìm tới hắn. Bọn hắn vội vàng mở miệng. Tống vạn bàn tay vừa nhất, ra hiệu bọn hắn nằm miệng, sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía bên người tâm phúc, âm thanh lạnh lùng nói, long quân tối hôm qua tử thương nhiều ít. Hồi tướng quân, chết mất bốn cái, tổn thương tám cái, ngoài ra còn có tám cái, tung tích không rõ. Một vị tâm phúc lúc này ông quyền nói. Tung tích không rõ. Tống vạn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía vị kia tâm phúc. Đúng vậy, tướng quân. Vị kia tâm phúc sắc mặt biến huyển, đạo, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hơn phân nữa hơn phân nửa cũng là bị người giết, thi thể bị giấu đi. Tốt, có thế một chút giết chết ta tám cái hắc long quân tướng sĩ, ngoại trừ cái kia thông thiên giáo chủ, cũng không có người nào khác. Tống vạn lộ ra cười lạnh. Tương đương một chút chết 12 vị hắc long quân tướng sĩ, trong đó có 10 cái đều là bị thông thiên giáo chủ giết chết. Ánh mắt của hắn lăng duệ, lần nữa nhìn về phía trước mắt hoang dã sư huynh, bích thủy sư tỷ, lạnh giọng mở miệng, hai vị, các ngươi đều nghe được hung thủ chính là cái này tự xưng thông thiên giáo chủ người. Người này không chỉ có cùng các ngươi có đại thù, cùng ta hắc long quân đồng dạng là đại thù. Hoàng giả sư huynh, bích thủy sư tỷ đều là sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng. Một bên tưởng khai, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng rung động thật sâu. Tối hôm qua thông thiên giáo chủ thế mà giết chết bọn hắn nhiều người như vậy. Càng mấu chốt chính là, ngay cả độc lão nhân cũng bị thông thiên giáo chủ xử lý độc lão nhân, ngũ phẩm sơ kỳ, tinh thông kịch độc cùng ám khí, hắn làm sao lại chết? Gia hỏa này. Tưởng khai trong lòng phức tạp. Thần chủng tung tích xuất hiện sao? Tống vạn tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Hồi tướng quân, còn không có xuất hiện. Vị kia tâm phúc ông quyền nói. Nay trời xế chiều, tăng lớn cường độ. Tống vạn lạnh giọng nói. Vâng, tướng quân xung quanh một đám hắc long quân cao thủ quát. Hoang dã sư huynh, bích thủy sư tỷ cũng là trong lòng thầm hận, không nói một lời. Ngọc Linh sư muội chết rồi, bọn hắn sau khi trở về tuyệt khó bàn giao. Nếu không cầm tới thần chủng, kết quả của bọn hắn tuyệt sẽ không tốt. Bông tuyết bay lả tả. Hàng phong gào thét. Lúc buổi sáng, hắc long quân cao thủ bắt đầu ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đông phường khu vực, một chỗ ẩn nấp trách nát gian phòng bên trong. Tưởng khai toàn thân áo đen, bốc lên phong tuyết, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Gian phòng bên trong, chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua hội tụ hai ba mươi hào lam tinh người, chen chúc chung một chỗ, từng cái cống đến rung lẫy bẫy, trong miệng hô lấy bạch khí. Giờ phút này, vừa nhìn thấy tưởng khai tới, đông đảo lam tinh người nhao nhao lộ ra kích động, vội vàng nhanh chóng nên đón. Tưởng đội trưởng, thế nào? đồ sát kết thúc rồi à chúng ta an toàn sao tưởng đội trưởng cầu ngươi phải tất yếu bảo trụ chúng ta đúng vậy a à, tưởng đội trưởng lần này bất tử chúng ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi các vị các ngươi yên tâm các ngươi hiện tại tạm thời đều là an toàn tưởng khai ánh mắt phức tạp mở miệng nói bất quá huyết tế cũng không có kết thúc tối hôm qua kéo dài một đêm kia thần chủng vẫn không có hiển lộ tung tích hiện tại hắc long quân ngay tại tu chỉnh nay trời xế chiều huyết tế sẽ còn tiếp tục tiến hành bất quá các ngươi yên tâm ta sẽ tận lực dẫn người lách qua các ngươi nơi này các ngươi không muốn phát ra bất kỳ thanh âm là được rồi tốt đa tạ tưởng đội trưởng đúng rồi có thông thiên giáo chủ tin tức sao đúng vậy a à, tìm tới vị kia đại lão sao một đám lam tin người liền vội vàng hỏi tối hôm qua loại kia thảm liệt đồ sát quá mức đáng sợ, liền ngay cả tưởng khai cũng vô pháp bảo toàn bọn hắn, chỉ có thể đem bọn hắn trốn ở chỗ này. Bọn hắn hiện tại cấp thiết muốn muốn tìm một đầu đùi ông lấy. Xác thực có tin tức của hắn, bất quá, y nguyên vẫn không có thể tìm tới bản thân hắn. Tưởng khai trong lòng lăn lộn, đạo, gia hỏa này dị thường lớn mật, đêm qua giết chết 10 vị hắc long quân cường giả, đồng thời còn giết chết 7-8 vị kiếm tháp cao thủ, trong đó có một vị kiếm tháp tháp chủ nữ nhi, kiếm tháp tổng cộng có 9 vị tháp chủ, mỗi một cái đều thâm bất khả trắc, gia hỏa này giết tháp chủ nữ nhi, chẳng khác gì là sông bát thiên đại họa. Cái gì? Giết kiếm tháp tháp chủ nữ nhi? Thông thiên giáo chủ quả nhiên đáng sợ, hắn. Hắn tối hôm qua giết nhiều người như vậy. Hắc Long Quân cũng có 10 người chết tại trong tay của hắn. Đám người kinh hãi trước đó bọn hắn liền từ tưởng khai nơi này giải qua hắc long quân hắc long quân thuộc về bạch lạc thành phòng hộ quân tại toàn bộ bạch lạc thành đều là tuyệt đối thế lực lớn tất cả thế lực đều muốn nghe theo điều lệnh hắc long quân thành viên cũng dị thường phức tạp có tội phạm có gian dương đại đạo cũng có bách chiến lão binh yếu nhất đều là tứ phẩm cao thủ muốn giết chết một vị hắc long quân quân sĩ đã dị thường khó khăn huống chi liên sát mười vị tiếp xuống các ngươi cẩn thận nấp kỹ là được, cần phải không thể có mảy may lộ diện. Tưởng khai đánh gãy đám người lời nói, đạo, về phần ăn, ta sẽ dành thời gian cho các ngươi lặng lẽ đưa tới. Âm âm. Tại bọn hắn ở chỗ này nghị luận thời điểm, bỗng nhiên nơi xa lần nữa truyền đến móng ngựa lao nhanh thanh âm. Như là trống trận, hướng về khu quần cư nhanh chóng tiếp cận mà đi. Tưởng khai sắc mặt biến hóa, lúc này ra hiệu đám người im lặng, sau đó lặng lẽ ra gian phòng một lát sau hắn mày nhăn lại như có điều suy nghĩ lần nữa quay ngược về phòng làm sao vậy tưởng đội trưởng đám người nhao nhao nhìn tới là quách thiên khiếu chỗ thế lực tứ phương minh người tới tưởng khai nói nhỏ quách đội trưởng người đến quá tốt rồi nói như vậy chúng ta có thể đi đầu nhập vào quách đội trưởng quách đội trưởng là tứ phương minh trưởng lão mở miệng bảo vệ chúng ta không khó lắm đám người phấn chấn nói ngây thơ tưởng khai lộ ra cười lạnh thanh âm giống như một chậu nước lạnh dội xuống quách thiên khiếu mặc dù là tứ phương minh trưởng lão không giả nhưng tứ phương minh tổng cộng có hơn 10 vị trưởng lão hắn là cấp thấp nhất trưởng lão có thể có bao nhiêu quyền nói chuyện huống hồ gia hỏa này ẩn giấu đi tin tức hắn là ngũ phẩm sơ kỳ kết quả lại nói cho trình đội trưởng hắn chỉ có tứ phẩm đại thành ai biết hắn là thế nào nghĩ trong lòng mọi người giật mình trong nháy mắt tỉnh táo lại vậy chúng ta hiện tại không thể đầu nhập vào quách đội trưởng trước chờ một đoạn thời gian đi chờ xác định an toàn các ngươi lại đi qua tưởng khai nói nhỏ đám người sắc mặt biến huyển nhao nhao gật đầu tưởng khai không có chờ lâu từ trong ngực lấy ra một bao làm thịt bò đặt ở một bên sau đó liền lần nữa ra gian phòng đỉnh lấy phong tuyết, hướng về nơi xa rời đi. Đám người lúc này nhanh chóng chia ăn lên thịt bò. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Thần chủng xuất hiện, tự động bay tới. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 66 Thần chủng xuất hiện, tự động bay tới. Hắc hổ ban tổng bộ dương phóng toàn thân mồ hôi nóng lồng ngực chập trùng lần nữa luyện hóa một viên dưỡng khí đan mở hai mắt ra thần thái sáng láng hướng về trước mắt bản nhìn lại Rồng rã một đêm hắn đều không dám chập mắt luyện hóa mười mấy khỏa dưỡng khí đan chỉ gặp mặt trên bản hắc hổ quyết một cột thình lình biến thành đăng đường nhập thất một nghìn một trăm bảy mươi một nghìn hai trăm còn kém cuối cùng ba mươi điểm hắc hổ quyết liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo thẻ đến lúc đó, tu vi của hắn cũng đem triệt để tiến vào lục phẩm. 30 điểm kinh nghiệm chính là hai viên dưỡng khí đang sự tình. Dương Phóng tự nói. Lấy hắn hiện tại tư chất, luyện hóa một viên dưỡng khí đang bình quân là 28 phút. Nhiều nhất một cái giờ liền sẽ triệt để đạt tới lục phẩm. Dương Phóng không nghĩ nhiều nữa, lúc này lấy ra một viên dưỡng khí đang, lần nữa nuốt xuống. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây với hắn mà nói đều trân quý dị thường bởi vì phía ngoài tiếng kêu thảm thiết yên nguyên chưa từng dừng lại qua, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh lớn nhất biến cố. Hắn không biết mình có thể tránh bao lâu, vạn nhất hắc long quân cùng đám kia kẻ ngoại lai nổi điên phóng hỏa đồ trấn. Như vậy kết cục của hắn vẫn là khó tránh khỏi bại lộ. Cho nên, cho dù lục phẩm cũng không an toàn. Đúng rồi, trước đó ta tại hắc hổ bang tổng bộ nhặt được quyển kia bạo khí quyết cũng nên dành thời gian tu luyện một chút. Dương Phóng trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Bạo khí quyết cũng không phải là cái gì nội công tâm pháp, mà là một môn tạm thời kích phát tiềm lực, cùng loại với cấm thuật tâm pháp, hết thảy có tứ trọng cảnh giới. Mỗi một trọng cảnh giới đều có thể kích phát ra bất đồng trình độ lực lượng. Nhưng tương ứng, tại ngắn mũi chợt tăng lực lượng về sau, sẽ rất nhanh lâm vào một loại trước nay chưa từng có suy yếu bên trong cho nên môn công pháp này là chuyên môn vì bảo mệnh mà chuẩn bị. Thời gian vượt qua. Bông tuyết bay múa, toàn bộ khu quần cư đều tràn ngập một cổ khó tả túc sát. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có kết thúc, mà là yên nguyên thỉnh thoảng lại từ khắp nơi nơi hẻo lánh vang lên. Hiển nhiên lại có cái gì thằng xui xẻo bị người phát hiện. Cho tới trưa công phu trôi qua rất nhanh. Hắc Long quân tại ngắn mũi tu chỉnh về sau, rốt cục lần nữa hành động. Nhanh lục soát, nay trời xế chiều, phải tất yếu đem thần chủng triệt để kích hoạt, để nó nổi lên. Giết cho ta, không kích động ra thần chủng, tất cả mọi người không được nghỉ ngơi. Tìm tới đám kia người sống sót. Từng vị hắc long quân lần nữa kêu lên. Tới cộng đồng hành động, vẫn là các đại môn phái. Chỗ bất đồng chính là, lần này lại nhiều hơn một thế lực. Tứ phương minh. Vừa mới hơi có vẻ bình tĩnh khu quần cư, lần nữa lâm vào so tối hôm qua càng thêm hỗn loạn rung chuyển bên trong. Từng đợt phòng ốc bị xông đạp, đại môn vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên. Nương theo lấy từng đợt hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Rất nhiều tối hôm qua may mắn còn sống sót người lần nữa bị người phát hiện, bị từng cái từ địa cuộc bên trong nắm chặt ra, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Nhân gian luyện ngục tái hiện. Hỗn loạn tiếng kêu to, để tất cả trốn lâm tin người đều tại rung lẫy bẫy rất nhiều người đều gắt gao che miệng, nước mắt biểu vẫy, khí quyển cũng không dám nhiều thở một chút, sợ sau một khắc đồ đau liền sẽ rơi vào trên đầu. Trốn ở hát hổ bang tổng bộ, bí mật tu luyện dương phóng, lần nữa bị một trận tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, song khai hai mắt, hướng về bên ngoài nhìn lại. Đám kia súc sinh lại tại giết người. Trong lòng hắn giật mình. Cứ như vậy nhìn, không đem toàn bộ khu quần cư toàn bộ giết sạch, bọn hắn là căn bản sẽ không bỏ qua đáng chết đây là coi nhân mạng là thành cỏ dại một cổ trước nay chưa từng có nặng nề cảm giác tại dương phóng trong lòng xuất hiện hắn nhẹ hút khẩu khí để cho mình tâm tư lần nữa toàn lực bình phục lại đi không thể gây chuyện ta thực lực bây giờ căn bản không cải biến được bất kỳ vật gì dương phóng thì thào bất quá nếu có khả năng ai nguyện ý tránh cái nơi đây làm cái rùa đen rút đầu hắn ép buộc mình không đi quản nhiều sự tình, lần nữa cố gắng tu luyện lên bạo khí quyết. Ngay tại mấy canh giờ trước, tu vi của hắn rốt cục triệt để đột phá, đạt đến lục phẩm, 20, 600. Ngay tiếp theo tư chất cũng đã lần nữa cải biến. Biến thành người bên trong nhân tài kiệt xuất, 7, 90. Mà tư chất sau khi tăng lên. Rõ ràng nhất cải biến vẫn là đối với công pháp tốc độ tu luyện. Bạo khí quyết, tại tu luyện mấy canh giờ về sau, đã triệt để nhập môn mặc kệ có thể luyện nhiều ít là nhiều ít đi dương phóng tự nói lại là mấy canh giờ quá khứ ánh lửa kêu thảm giận mắng cướp đoạt chuyện bị thảm đang không ngừng phát sinh đại sư cứu mạng van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đúng vậy a à, đại sư chúng ta dập đầu cho ngươi đại sư cứu mạng a à. ô ô ô ô chật hẹp trong ngõ nhỏ, một đám người sống sót bị ngăn ở nơi này. Tất cả mọi người đang khổ cực kêu trên, quỳ rạp xuống đất, hướng về trước mắt hắc ấn hòa thượng dùng sức dập đầu, phanh phanh rung động, máu tươi ứa ra. Hắc ấn hòa thượng sắc mặt đau khổ, cầm trong tay thiền trượng, một tay dựng thẳng lên, ngăn ở đám người trước người, nhìn về phía trước mắt một đám vây quanh mà đến hắc long quân. Thiện tai thiện tai, nhìn các vị lòng dạ từ bi. Hắc Ấn hòa thượng thương xót nói: "Lão hòa thượng, ngươi dám cùng Hắc Long quân là địch, không muốn sống nữa sao?" Một vị Hắc Long quân quân sĩ ngữ khí băng lãnh, mở miệng quát: "Các vị đã giết đến đủ nhiều, còn xin buông tha một chút đi." Hắc Ấn hòa thượng sắc mặt phức tạp: "Buông tha một chút? Ra trách nhiệm, ngươi đến gánh chịu sao?" Vị kia Hắc Long quân quân sĩ lạnh giọng quát: "Hắc Ấn thiền sư, Bỗng nhiên, một trận băng lãnh thanh âm từ một bên đường đi vang lên, tràn ngập một luồng áp lực vô hình. Tất cả hắc long quân quân sĩ đều cấp tốc quay đầu, liền vội vàng hành lễ. Tướng quân Tướng quân Chỉ gặp kim cương trưởng, tống vạn, khuôn mặt lạnh lùng, dạng chân tại ngựa cao to bên trên, từng bước một tiếp cận mà đến, hai tay rộng lớn, thân thể khôi ngô, một đôi ánh mắt phá lệ sắc bén, lạnh lùng nhìn trước mắt tăng nhân, đạo, Hắc Sơn tự là muốn tạo phản sao? Không dám. Hắc ấn thiền sư sắc mặt biến hóa, bần tăng chỉ là nghĩ khuyên tướng quân ít tạo sát nghiệt. Tránh ra. Tống vạn ngữ khí lạnh lùng, bản tướng chỉ nói một lần, không để cho mở, ta liền giết sạch khu quần cư tất cả mọi người, chính ngươi tuyển đi, là nghĩ toàn bộ khu quần cư tất cả mọi người chết, vẫn là chỉ làm cho một bộ người chết. Hắc ấn thiền sư biến sắc, kinh hải nhìn về phía trước mắt tống vạn chỉ cảm thấy người trước mắt giống như ác ma đồng dạng hắc ấn sau lưng đám người tất cả đều vô cùng hoảng sợ càng thêm liều mạng dập đầu đại sư cứu lấy chúng ta đúng vậy a à đại sư cứu chúng ta a à, ta không muốn chết trước cứu chúng ta a à. một tống vạn ngữ khí lạnh lùng bắt đầu đến xem hắc ấn thiền sư lộ ra cười khổ ngửa mặt lên trời thở dài bần tăng sai sai tay hắn cầm thiên trượng, rời đi nơi đây. Đông đảo Hắc Long quân quân sĩ lập tức nghe răng cười một tiếng, nhanh chóng hướng về đám người phóng đi. A, à, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên lần nữa. Tống Vạn ánh mắt băng lãnh, quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Ấn Thiền sư, một mặt khinh thường. Âm âm. Bỗng nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng vang trực tiếp từ bắc phường khu vực truyền ra, chấn động hơn phân nửa cái khu quần cư nương theo lấy một trận kinh thiên chùm sáng. Như là một đầu cự long phóng lên tận trời, điềm lành rực rỡ. Tống vạn đột nhiên quay đầu, trong con người bắn ra tinh quang. Thật sự có thần chủng. Hắn khó có thể tin, tự hồ không thể tưởng tượng nổi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức tiến về Bắc Phương. Dưới hông tuấn mã trước tiên cuồng sông mà ra. Đông đảo hắc Long quân quân sĩ thần sắc kinh biến, không lo được độ sát, cũng lập tức tất cả đều vọt tới. Những phương hướng khác từng cái môn phái người, đều là như thế. Tất cả võ sư đều tại hướng về bên kia quan mang vọt lên địa phương lao đi. Thần chủng xuất hiện. Đi mau. Bắc phường khu vực. Một đám tứ phương minh cao thủ, sắc mặt trung động, tâm thần bành trướng, từng cái vô cùng kích động, nhìn về phía trước mắt phóng lên tận trời chùm sáng, từng đào thủy thải hướng về bốn phương tám hướng rủ xuống mà đi. Ở giữa nhất chỗ, rõ ràng là một viên lớn chừng cái trứng gà chùm sáng, thần bí khó lường, tràn ngập một cổ khó tả khí tức. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Buổi sáng vừa mới vừa đến, buổi chiều liền dẫn đầu gặp thần chủng. Tốt, đây chính là đuổi kịp sớm, không bằng đuổi kịp xảo. Cầm đầu dẫn đội trưởng lão hai mắt bên trong tinh quang sáng chói, bỗng nhiên thả người nhảy lên, hướng về kia cái trứng gà lớn nhỏ quan đoàn chỗ hung hăng bắt tới. Kết quả hắn thân thể mới vừa vặn tới gần, liền có một cổ vô cùng kinh khủng quang mang trong nháy mắt phát ra. Oanh. Vị trưởng lão kia tại chỗ bị một cổ lực lượng hung hăng tung bay ra ngoài, thân thể như là trách rưới, nền ở nơi xa, hai bàn tay máu me đầm đìa, một mảnh khét lẹt, vô cùng thê thảm. Đàm trưởng lão. Một đám tứ phương minh cao thủ biến sắc, vội vàng kinh uống nhanh chóng hướng về tới. Vị kia đàm trưởng lão sắc mặt kinh hãi, ho ra đầy máu. Thần chủng, thần chủng không đến gần được. Thanh âm hắn khàn khàn, gấp rút quát chói tai. Âm âm. Nơi xa truyền đến móng ngựa lao nhanh thanh âm. Từng cái thế lực cùng môn phái cường giả tất cả đều đang nhanh chóng tiếp cận. Sư huynh, là thần chủng. Bích thủy sư tỷ mới vừa đến đến, liền lộ ra kích động, thân thể nhảy lên, liền muốn phóng tới đạo ánh sáng kia. Nhưng bên người hoang dã sư huynh nhưng trong nháy mắt bắt lấy cánh tay của nàng, lộ ra ngưng trọng, đừng nhúc nhích, không đúng. Hắn ra hiệu bích thủy sư tỷ nhìn về phía tứ phương minh vị kia đàm trưởng lão. Bích thủy sư tỷ ánh mắt nhìn, cũng đột nhiên thần sắc biến đổi. Đây là một phương hướng khác. Hắc Long quân số lớn cao thủ cũng cuối cùng từ nơi xa gạo thét mà đến, người như hổ, người như rồng, đen nghịch một mảnh, như là một mảnh thủy triều, mấy trăm tên cao thủ cấp tốc xông chế. Trong đám người Bạch Phong, Bạch Kiếm hai vị Bạch Nguyệt lâu cao thủ, thân thể nhoáng một cái, lấy huyền diệu thân pháp lao nhanh ra, xuất hiện tại Tống Vạn phụ cận. Tống tướng quân, đừng quên cùng ta Bạch Nguyệt lâu ước định. Bạch Phong mở miệng. Tống Vạn ánh mắt nheo lại, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn phía trước phóng lên tận trời quang mang, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, trong ánh mắt lại bộc lộ ra từng tia từng tia nóng bỏng đạo tốt tốt à nghĩ không ra thần chủng chi thuyết thế mà thật tồn tại tống tướng quân bạch phong hai người hơi biến sắc mặt tống vạn thoáng qua nhìn về phía hai người lãnh đạm nói hai vị yên tâm bản tướng quân không đến mức nói không giữ lời chỉ là cái này thần chủng như thế nào gỡ xuống muốn lấy ra thần chủng chỉ có lấy dựa vào đạo đồ hoặc là lấy càng thêm nồng đậm máu tươi tiến hành đổ vào, chỉ là cái sau sẽ rất lớn trình độ tổn thương thần chủng uy lực, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện lựa chọn." Bạch Phong trầm giọng nói. "Ồ." Tống Vạn ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. "Nói, vậy bây giờ tìm không thấy đạo đồ làm sao bây giờ? Là một mực chờ xuống dưới sao? Chờ cái kia đạt được đạo đồ tạc tử tự mình xuất hiện. Cái này, ta cũng không rõ lắm." Bạch Phong sắc mặt biến huyển. Đạo chủng, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Ai biết có thế trong không khí giữ lại bao lâu? Oanh! Đúng lúc này, dị biến xuất hiện lần nữa. Giữa không trung sáng chói ánh sáng chói mắt buộc, đột nhiên bắt đầu cấp tốc co vào. Trong nháy mắt tất cả chùm sáng hết thảy nội liễm, triệt để hiển lộ ra bên trong viên kia kim sắc quan đoàn, lóe lên lóe lên, như là một viên xá lợi tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, hận không thể lập tức đập ra. Bỗng nhiên, đạo ánh sáng này đoàn trực tiếp hướng về đông phường khu vực cấp tốc phóng đi, như là lưu tinh, vạch phá thiên không. Đám người thần sắc nhau nhau đại biến. Không tốt, thần chủng bỏ chạy. Mau đuổi theo. Giá. Từng thất khoái mã trực tiếp hướng về đông phường khu vực điên cuồng đuổi theo. Tất cả mọi người như là nổi điên đồng dạng. Hắc hổ ban tổng bộ dương phóng đang toàn lực tu luyện vừa mới mặc dù cũng cảm giác được loại kia đáng sợ chấn động nhưng rất nhanh hắn liền lần nữa không rảnh để ý bạo khí quyết nhập môn về sau hắn trực tiếp ở chỗ này tu luyện lên đao pháp từng chiêu một thức thức không ngừng soát tân độ thuần thục lại tại lúc này đột nhiên xảy ra dị biến bị hắn giấu ở nội giáp bên trong tấm kia thần bí đạo đồ đột nhiên suy suy phát nhiệt nóng da thịt nhói nhói như là muốn hòa tan đồng dạng. Dương Phóng biến sắc, vội vàng dừng lại động tác, đưa tay đi bắt. Hưu. Một đoàn sáng chói ánh sáng chói mắt đoàn trực tiếp từ xa không bay tới, như là nhận đạo đồ hấp dẫn, vừa đối mặt, chấn vỡ cửa sổ, hướng về Dương Phóng thân thể hung hăng đánh tới. Dương Phóng vội vàng quay đầu, đồng tử đột nhiên co lại. Thứ gì? Oanh. À, thân thể của hắn trong nháy mắt bị đoàn kia quan mang bao trùm, như là sét đánh, phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 Hành giả võ tông Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 67 Hành giả võ tông Dương phóng trên thân trong nháy mắt phát sinh một loại khó có thể tưởng tượng biến hóa. Tự hồ có từng đạo quỷ dị lôi quan hiển hiện, hiện lóc bóp trung động, cùng hắn thân thể nhanh chóng tương dung. Bên trong cả gian phòng đều trong nháy mắt nhiều hơn một tầng tinh mịn điện quang, từng trương bàn ghế lung tung bay múa. Thân thể của hắn giống như là bị điện cao thế lưu xuyên qua đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này điện quang tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Vẹn vẹn kéo dài nửa khoảng nửa chén trà, liền lần nữa biến mất. Dương phóng thân thể lại lần nữa nổi lên, sắc mặt trắng bệt, khí tức hỗn loạn, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hỉnh, một mặt kinh hãi, tự hồ đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tại trong đầu của hắn trực tiếp nhiều hơn mạng lớn hỗn loạn tin tức. Đồng thời, huyết nhục của hắn cũng tự hồ gặp phải một loại nào đó trong lúc vô hình cải biến, cả người thể nội trực tiếp thêm ra một loại cảm giác cường đại. Hắn lúc này nhanh chóng mở ra bản. Tính danh Dương Phóng tuổi thọ 21, 88 tuổi tu vi Lục phẩm, 300 600 Tâm pháp. Dương Viêm quyết đại thành 840 840, Hắc hổ quyết đại thành 1350 2700, Võ kỹ. Tật Phong thập tam kiếm đại thành 10 800, Vô ảnh kiếm đại thành 1200 1200, Đại phi phong Trượng pháp đại thành 100 800, Đạp Tuyết công đăng đường nhập thất 431 600, Âm ảnh thân pháp đại thành 460, 1200, đồng trưởng công đại thành, 200, 800, lưu tinh đao tinh thông, 100, 300, cử thạch công nhập môn, 188, 300, quyết chiến đao pháp tinh thông, 140, 600, bạo khí quyết nhập môn, 60, 100, kỹ năng. Rèn sắt đại thành, 1, 800, ám khí đăng đường nhập thất, 330, 1200, chế độc tinh thông, 360, 400, hội họa tinh thông hai mươi, bốn trăm, y thuật nhập môn, một trăm, hai trăm, thần chủng. lôi âm, rung khắp tâm linh, chấn nhiếp yêu tà, tư chất, người bên trong nhân tài kiệt xuất, chín, chín mươi, hồng học, hồng học, dương phóng thở hỗn hển, đem bản nhìn từ đầu tới đuôi, tu vi của ta lại tăng lên, trước đó là lục phẩm, hai mươi, sáu trăm, bây giờ lại biến thành lục phẩm, ba trăm, sáu trăm tương đương với nói một chút tòng lục phẩm sơ kỳ tiến vào lục phẩm trung kỳ còn có thần chủng bản phía trên thế mà xuất hiện thần chủng vừa mới cái kia đạo quan đoàn là thần chủng thần chủng nhận đạo đồ hấp dẫn tự động bay tới kết quả lại dung hợp tại trong cơ thể của ta dương phóng trong đầu sôi trào mãnh liệt trong lúc nhất thời toát ra các loại ý nghĩ hắn lúc này cẩn thận trải nghiệm lấy vừa mới xuất hiện tại hắn trong đại não các loại tin tức cái này thần chủng tác dụng có hai cái. Một cái là rung khắp tâm linh, trong miệng hô lên lôi âm, có thể khiến người ta ngắn ngủi tinh thần chết lặng, lâm vào ngây ngô, từ đó mất đi chống cự. Một cái khác là chấn nhiếp yêu tà, lôi âm có thể khắc chế rất nhiều tà linh. Mà lại thần chủng có thể theo tu vi của mình, mà không ngừng trưởng thành. Hiện tại mình lấy lục phẩm trung kỳ thi triển lôi âm là một cái uy lực, sau này đột phá, thi triển lôi âm lại là một cái uy lực cái gọi là thần linh lực lượng chính là như vậy nguyên lai chỉ là tương đương với một môn thần thông mà thôi dương phóng tự nói bỗng nhiên trong lòng hắn chấn động kịp phản ứng không được vừa mới kia thần chủng bay tới quan mang phá không động tĩnh vô cùng to lớn phía ngoài những người kia khẳng định tất cả đều xông lại dương phóng quyết định thật nhanh trực tiếp mang lên mặt nạ trên lưng bao khỏa cầm lấy mình trường đao trường kiếm liền nhanh chóng rời đi nơi này mặc dù hắn tu vi đến lục phẩm trung kỳ lại có lôi âm tương trợ nhưng là nhược liều mạng ngoại giới cao thủ vẫn không có bao lớn nắm chắc không nói trước hắc long quân lần này tới tướng quân tống vạn riêng là kiếm tháp bạch nguyệt lâu mấy người liền khó đối phó không có chỗ nào mà không phải là lục phẩm trở lên chỉ là tại dương phóng muốn đi thời điểm không thể nghi ngờ đã chậm nơi xa truyền đến từng đợt móng ngựa tiếng oanh minh. Tất cả cao thủ tất cả đều tại hướng về phiến khu vực này cùng sông mà đến, có người không có tuấn mã, đành phải thi triển khinh công, kết quả tại khinh công toàn lực chạy dưới, so tuấn mã nhanh hơn. Dương Phóng vừa mới từ đi cửa sau ra, liền gặp dẫn đầu sông tới một đợt cao thủ. Phát hiện người. Chạy đi đâu, lưu lại thần chủng. Từng đợt gầm thét truyền đến. Bốn năm vị cường giả thân thể đằng tung, đem khinh công phát huy đến cực hạn, cầm trong tay các loại binh khí, mang theo cuồng cuộn kình phong, vừa lên đến liền hướng về dương phóng thân thể hung hăng đập tới. Bọn hắn một đường cuồng sông, không tiếc đại giới, vì chính là có thể dẫn đầu đạt được đạo chủng. Dương phóng ánh mắt lạnh lẽo. Trường đao ra khỏi vỏ, thân thể trong nháy mắt nhào tới. Như là mơ hồ vặn vẹo bóng ma, không đến bất cứ dấu vết gì. Phốc 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 năm người cơ hồ không có phản ứng năng lực liền bị dương phóng trong nháy mắt từ bên người đảo qua liên tục năm viên đầu lăn xuống trên mặt đất nhuộm đỏ trên mặt đất bông tuyết bên cạnh đầu tường đột nhiên lần nữa nhảy xuống một người người kia vừa mới rơi xuống liền sắc mặt một giật mình liền vội vàng xoay người liền đi lấy càng nhanh tốc độ muốn leo tường rời đi mau tới người kia trong miệng kêu sợ hãi dương phóng trường đao quét qua nhanh như thiểm điện hướng về phía sau lưng của hắn cực tóc rơi đi người kia vội vàng trở lại ngăn cản lại không nghĩ dương phóng tu vi kinh khủng lực lượng to lớn tại chỗ đem hắn binh khí trong tay đánh rơi xuống một ngụm trường đao trực tiếp hung hăng bổ vào ót của hắn thổi phù một tiếng máu tươi phiêu tán rơi rụng trường đao từ hắn tráng một mực chém vào ngực chỗ ánh mắt người nọ trừng một cái lộ ra không cam lòng cùng hoảng sợ thân thể trong nháy mắt sụi lơ xuống dưới Lúc này, bốn phương tám hướng tiếng vó ngựa âm nhanh chóng tiếp cận. Đồng thời còn có từng vị bóng người, thi triển khinh công từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lao tới. Ở nơi đó, thần chủng ở trên người hắn. Nhanh hơi đi tới. Dương phóng khuôn mặt che lấp, biết đã bại lộ, lúc này đường cũ trở về, lần nữa tiến vào hắc hổ ban tổng bộ. Hắn một đường cuồng cướp, trực tiếp hướng về tổng bộ gác chung tiến đến. Rất nhanh, xuyên qua từng đạo bậc thang, trực tiếp rơi vào gác chuông phía trên. Bên người, một ngụm to lớn chuông đồng, không nhúc nhích. Ở trên cao nhìn xuống, hướng về bốn phía quan sát. Chỉ gặp toàn bộ khu quần cư so tối hôm qua loạn hơn. Khắp nơi đều là hỏa diễm, thi thể, bông tuyết, huyết thủy. Như là tận thế địa ngục. Trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng thì là đại lượng cao thủ, hướng về nơi này cùng sông mà tới. Toàn bộ hắc hổ bang tổng bộ nghiễm nhiên đã bị bao bọc vây quanh. Dương phóng đầu đội mặt nạ, thấy không rõ biểu hiện trên mặt, một thân áo bào màu đen, trong gió rét phần phật bay múa. Ta chỉ muốn an tĩnh còn sống, chưa hề không có chủ động chiêu qua ai, không trêu vào ai, nhưng vì cái gì? Vì cái gì phiền phức lại luôn không ngừng tìm đến? Vì tránh né phiền phức, ta từng giấu ở qua dưới giường, đào qua địa động, trốn ở qua phế tích. Mặc dù như thế, vẫn là có phiền phức chủ động tìm đến thật không cho đường sống à? nhìn xem bông tuyết bay xuống, dương phóng ánh mắt bên trong dần dần thêm ra một vòng điên cuồng cùng lạnh buốt. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, ai không có điên cuồng thời điểm? Cự Thạch Công, hô! thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, cơ bắp hiển hiện, nguyên bản thon gầy thân thể cơ hồ lập tức bành trướng một vòng nhỏ, cánh tay, đùi tất cả đều trở nên dị thường thô to, đem quần áo đều cho chóng ẩn ẩn nâng lên trở nên dị thường khôi ngô. Nguyên bản ghim lên tới tóc, giờ khắc này cũng đột nhiên xóa tung, phịch một tiếng, tản mát đầu vai. Bạo khí quyết. Oanh. Thể nội nội khí mãnh liệt, dọc theo đặc thù quỷ tích nhanh chóng vận chuyển một tuần. Vốn chỉ là lục phẩm trung kỳ thực lực, giờ khắc này tại bạo khí quyết, kích phát tiềm lực tình huống dưới, càng lại lần tăng lên, từng tầng từng tầng hướng lên trèo tuôn, trong nháy mắt ngắn ngủi đạt tới lục phẩm hậu kỳ giờ khắc này. Dương Phóng có thể nói xong BUFS mang theo. Không đúng, còn phải lại tăng thêm một cái lôi âm. Loại lực lượng này, đơn giản cùng bạo. Âm âm. Bốn phương tám hướng tiếng vó ngựa không ngừng. Như là sóng cả cuồn cuộn, mang theo mạng lớn bông tuyết. Hắc hổ ban tổng bộ đại môn vừa đối mặt liền bị người vỡ vụn. Số lớn nhân mã hoặc là leo tường, hoặc là từ cửa chính, hoặc là từ cửa hông, một chen chút tiến đến, trực tiếp đem toàn bộ gác chuông bao bọc vây quanh. Phóng nhãn nhìn lại, tối thiểu bốn năm trăm người ảnh. Một mảnh đen kịt. Bất quá khi đám người xông tới về sau, nhưng lại đột nhiên đồng tử co rụt lại, lộ ra từng đợt kinh nghi. Lục phẩm hậu kỳ. Bọn hắn trong lòng kinh dị. Đây là người nào? Ngay tiếp theo tống vạn cũng là ánh mắt ngưng tụ, ghiềm chặt tuấn mã, lạnh lùng nhìn chầm chầm gác chuông phía trên bóng người, nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Là cái kia thông thiên giáo chủ. Lấy xuống mặt nạ của ngươi. Thông thiên giáo chủ. Hoang dã nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chầm chầm dương phóng, lạnh giọng quát, vết ta kiếm tháp đệ tử, cút xuống cho ta. Giao ra thần chủng. Bạch phong ngữ khí băng lãnh, mở miệng quát. Đúng, giao ra thần chủng. Đem thần chủng giao ra, tha cho ngươi khỏi chết mọi người chung quanh cũng nhao nhao đi theo hét lớn trong đám người tưởng khai quách thiên khiếu hai vị lam tinh người xuyên việt ánh mắt kinh nghi bất định hướng về phía trên nhìn lại người đeo mặt nạ này chính là thông thiên giáo chủ hư hư thực thực lục phẩm mạnh nhất người xuyên việt vừa mới thần chủng thế mà bay về phía hắn nơi này nói như vậy đạo đồ cho tới nay cũng đều là trong tay hắn Dương Phóng chậm rãi lắc lư hạ cái cổ, cảm thụ được thể nội cuồng bạo mà lực lượng khổng lồ, ánh mắt băng lãnh, thanh âm nặng nề oanh minh, như là chung lớn, các ngươi tại ồn ào cái gì? Cái gì thông thiên giáo chủ A, bản nhân? Thế nhưng là hành giả võ tông. Phốc phốc. Cạch. Hắn trường đao huy động, chặt đứt trên chuông đồng dây thừng, một cái ở đồng trưởng công trực tiếp đập vào bên trên chuông đồng, phát ra một đạo kinh khủng tiếng chuông vang, toàn bộ chuông đồng to lớn tại chỗ bị hắn đánh bay ra ngoài, hướng về đám người hung hăng đập tới. Thật can đảm. Tống vạn quát chói tai một tiếng, khôi ngô thân thể dẫn đầu từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, quần áo liệt đấy, toàn thân trên dưới khí kình mãnh liệt, toàn bộ tay phải như là nổi lên một tầng vàng rực sơn, một chưởng vỗ hướng chuông đồng. Đông. Lại là một đạo tiếng vang truyền ra, tiếng chuông khuếch tán, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang rất nhiều người bị chấn động đến hai lỗ tai mất thông vội vàng dùng lực che lỗ tai nhưng rất nhanh tống vạn thần sắc biến đổi bởi vì hắn một chưởng này đánh ra thần chủng thế mà không có bay ngược hắn lúc này ngẩng đầu nhìn lại đồng tử đột nhiên co lại thinh linh phát hiện tại thần chủng phía trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo người đeo mặt nạ ảnh đối phương lại đánh ra chuông đồng về sau theo sát lấy nhảy lên mà ra rơi vào bên trên chuông đồng Tống Vạn trực tiếp bạo hống một tiếng, đem toàn thân công lực vận chuyển tới cực hạn, liền muốn lần nữa một chưởng cùng đập mà ra. Cúc. Đột nhiên, dương phóng lưỡi đầy lôi âm, cuồng cuồng bành trướng, trong nháy mắt quanh quẩn tại phiến khu vực này. Oanh. Tống Vạn trong đầu trong nháy mắt một mảnh oanh minh. Hóa thành trống không, ý thức ngơ ngơ ngát ngát, hai cái tai đóa giống như là có vô số lôi minh đang cuồng trào mãnh liệt. Cả người trong nháy mắt ngốc trệ. Dương Phóng nhảy lên một cái, ánh mắt hung tàn, trường đao trong tay mang theo một tầng vô cùng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp hướng về tống vạn thân thể hung hăng bổ tới. Bảo hộ tướng quân Một đám hắc long quân thần sắc biến đổi, mở miệng trống to, lập tức xông ra hơn 10 đạo bóng người, nhanh chóng nhào về phía Dương Phóng. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt lâu hai vị cao thủ, kiếm tháp hai vị lục phẩm cũng tất cả đều xông ra, trường kiếm như điện, hướng về Dương Phóng thân thể cực tốc đâm tới. Dương Phóng nhướng mày, sinh ra một cổ hung thần, trực tiếp hướng về đám người đột nhiên bạo hống. Cúc. Oanh. Xông tới trong một đám người lần nữa bị lôi âm ảnh hưởng, hai lỗ tai oanh minh, ý thức ngơ ngơ ngát ngát, trong nháy mắt ngốc trệ xuống dưới, không nhúc nhích. Lại tại lúc này. Tống vạn ý thức trốt cục khôi phục, sắc mặt hoảng hốt, vội vàng liều lĩnh xoay người tránh né nhưng Dương Phóng ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một đao hung hăng bổ về phía Tống Vạn. Tống Vạn lông tơ đứng vững, hét lớn một tiếng, lúc này lấy tay không đón lấy. Nhưng nói cho cùng hắn là vội vàng nên kích, một thân nội khí căn bản là không có cách vận chuyển viên mãn. Âm. Vừa đối mặt, Tống Vạn thân thể tại chỗ bị oanh bay ngược mà ra, hung hăng nện ở đám người hậu phương, trên bàn tay máu me đầm địa, vô cùng thê thảm liên đới lấy hộ thể nội khí cũng bị một đau bổ ra. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Lôi âm hiển uy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 68 Lôi âm hiển uy Lạch cạch Dương phóng một đao đánh bay tống vạn thân thể về sau, ánh mắt băng lãnh, theo sát lấy lần nữa hành động, hướng về vừa mới đám kia bị hắn chấn nhiếp một đám người nhanh chóng đánh tới. Bực này thời khắc, kiếm tháp cùng Bạch Nguyệt Lâu hai vị cao thủ, đã dẫn đầu từ ngay ngô bên trong giật mình tỉnh lại, trong lòng kinh hãi, vội vàng nhanh chóng trốn tránh. Nhưng còn lại đám kia hắc long quân cao thủ thì không có vận tốt như vậy. Y Nguyên ở vào ngơ ngơ ngát ngác bên trong, bị dương phóng trường đao nhanh chóng từ cái cổ đảo qua. Phốc 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 phốc. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, từng khỏa đầu lâu bay khắp nơi đều là. Màu đỏ huyết thủy như là suối phun đồng dạng. Dương phóng vì mau chóng đánh vết, thậm chí thuận tay lại chiếm chiếc thứ hai trường đao tới, song đao huy động, đơn giản như là đại phong xa đồng dạng. Lại thêm hắn giờ phút này thân thể khôi ngô, gần 2 mét, bắt đầu chém vết dị thường thuận tay. Tống vạn sắc mặt kinh hải, cánh tay nhói nhói, toàn bộ sắc mặt đều vặn vẹo đến cùng một chỗ hắn toàn bộ tay phải kém chút bị phế vừa mới hắn thế mà bị chấn nhiếp rồi ý thức lâm vào ngắn ngủi mất hồn đây là sao mà đáng sợ sự tình nếu không phải những người khác cứu giúp hắn chẳng phải là vừa đối mặt liền chết thảm bỏ mạng bắn tên màu màu bắn tên tống vạn mở miệng trống to căn bản không lo được những cái kia ở vào ngay ngô bên trong hắc long quân quân sĩ còn lại hắc long quân quân sĩ vội vàng nhanh chóng lấy ra cường cung kình nỏ hướng về giữa sân ở giữa dương phóng cấp tốc vọt tới sưu 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 tiễn như mưa xuống lít nha lít nhít xuyên thấu không khí phát ra từng đợt thanh âm chói tai bọn hắn hắc long quân cường cung kình nỏ nghe tiếng toàn bộ bạch lạc thành 300 trăm mét bên trong có thể mặt giáp mà qua dù cho là lục phẩm thất phẩm cao thủ bị tiễn trận vây quanh cũng là đường chết một đầu Dương Phóng nhướng mày, hai cái trường đao huy động, cực tốc xoay tròn, ngăn tại trước người, đồng thời mở miệng lần nữa trống to. Oanh! Thanh âm của hắn truyền ra, chấn động đến hai tai mọi người phát hội. Nhưng là dù sao khoảng cách khá xa, không cách nào tượng trước đó như thế, đi lên liền chấn nhiếp lòng người. Dương Phóng trong nháy mắt kiệt phản ứng, tiếp lấy đám người có chút dừng lại khe hở, thân thể nhanh chóng hướng về kia miệng chuông đồng hậu phương tránh đi mọi người sắc mặt một giật mình lần nữa kịp phản ứng vội vàng rút lui càng thêm ra sức phát ra cung tiễn keng 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 một chút mũi tên phóng tới chấn động đến toàn bộ chuông đồng đều tại có chút lay động hỏa tinh bắn tung tóe càng là có thật nhiều mũi tên trực tiếp xuyên thấu chuông đồng một bên dương phóng ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên huy động trường đao bỗng nhiên quét về phía chuông đồng chuông mũi răng rắc một tiếng hỏa tinh bắn tung tóe, toàn bộ trung đồng chung mũi vị trí bị hắn hung hăng chém ra một đạo thật sâu khe hở. Dương phóng rút ra trường đao, lại là liên tục chặt ba lần. Rốt cục. Toàn bộ trung đồng chung mũi bị hắn hung hăng chém vào bay tứ tung mà ra. Không được. Bỗng nhiên, Bạch Nguyệt lâu Bạch Phong biến sắc, kịp phản ứng Dương Phóng muốn làm gì, mở miệng trống to, mau lui lại. Cạch. Dương Phóng một bả nhấc lên chuông đồng, miệng nhắm ngay chung đồng hít sâu một hơi bỗng nhiên mở miệng trống to rống âm âm lông trời lở đất sóng âm cuồn cuộn giữa cả thiên địa giống như là trong nháy mắt mất thông ngoại trừ ở đây mấy vị lục phẩm cao thủ bên ngoài tất cả mọi người hai lỗ tai vù vù não hải trống không ý thức ngơ ngơ ngác ngác thân thể không nhúc nhích giờ khắc này bọn hắn ngay cả đau đớn cũng vô pháp cảm giác đại não hoàn toàn chết lặng. Giống như là hồn phách đều rời đi thân thể. Mỗi người đều sắc mặt ngốc trệ, như là cái xác không hồn. Cho dù là lục phẩm cao thủ cũng bị chấn động đến sắc mặt nhăn nhó, hai tay gắt gao che lỗ tai, răng cắn đầu lưỡi, liều lĩnh vận chuyển nội khí ngăn cản. Rất nhiều người cái trán trực tiếp nổi lên từng cây thô to gân xanh, vặn và vặn vẹo, giật giật. Giống như là từng đầu thô to con dung đồng dạng rất nhanh những này, con dung, bắt đầu nổ tung. Phanh 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 phanh. Lục phẩm sơ kỳ cao thủ dẫn đầu không chịu nổi, phát ra tiếng kêu thảm, mặt mũi tràn đầy đều nổ tất cả đều là huyết thủy, tiếp lấy cũng lâm vào ngơ ngơ ngát ngác bên trong, mất đi thống khổ, không cảm giác, như là cái xác không hồn. Dương phóng cái này vừa hô, trọn vẹn rống lên ba phút nhiều, bốn phương tám hướng không ngừng bạo tạc, bông tuyết bay múa, một mảnh lộn xộn. Rốt cục, hắn rốt cuộc không chịu nổi, thân thể lung la lung lay, trực tiếp buông xuống chung đồng, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Thể nội nội khí, trực tiếp tiêu hao bảy tám phần nhiều. Giờ khắc này, Dương Phóng rốt cuộc biết. Thi triển lôi âm, cũng cần trong vòng khí vì chèo chống. Mà lại đối với nội khí tiêu hao tốc độ, đơn giản đạt tới dọa người trình độ. Dương Phóng cùng thở mạnh, khiến cho mình bởi vì thiếu dưỡng mà biến thành màu đen đại não, lần nữa thanh tĩnh minh bạch. Nhìn trước mắt từng mảnh từng mảnh ngã trái ngã phải, ngơ ngơ ngát ngác, như là pho tượng đồng dạng bóng người, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra từng vệt tàn khốc tiếu dung. Hắc hắc hắc. Ha ha ha. Dương phóng càng cười càng là càng rỡ. Gió rét thổi tới, khiến cho quần áo liệt đấy, đầy đất bông tuyết bay múa. Hắn sắc mặt tàn nhẫn, nắm lên hai cái trường đao, trực tiếp hướng về người trước mắt bày xong qua. Không phải thích huyết tế sao? Không phải thích tìm ta phiền phức sao? Không phải thích hiển lộ rõ ràng cảm giác ưu việt sao? Phốc 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 phốc. Trường đao cùng quét, như là cối xây thịt, nương theo lấy từng khỏa đầu lâu không ngừng mà bay ra. Tất cả mọi người cơ hồ bất kỳ phản ứng nào năng lực. Thẳng đến trước khi chết một khắc này, còn yên nguyên ở vào chết lặng bên trong. Dương Phóng giờ khắc này căn bản không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Bởi vì ai cũng không thể kết luận lôi âm có thể ảnh hưởng đến đám người này bao lâu. Phương thức tốt nhất chính là toàn bộ chém giết. Ta bản điệu thấp. Là các ngươi bức ta đó. Ta chỉ muốn làm cái người tốt, tất cả đều chết đi. Phốc 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 phốc. Quyết thủy hỗn tạp bông tuyết, nhuộm thành nhân gian nhất thê mỹ bức tranh. Khụ 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 ngay tại điên cuồng trong lúc xuất thủ, bỗng nhiên, dương phóng hai lỗ tai nhạy cảm, rõ ràng nghe được từng đợt ho ra máu thanh âm. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp ngơ ngơ ngát ngát đám người tối hậu phương. Kim cương trưởng, tống vạn, sắc mặt thống khổ, cánh tay nhún máu, trên mặt đất ngay tại chật vật nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy đều là huyết thủy. Ngoại trừ tống vạn bên ngoài còn có cái khác mấy vị cao thủ cũng tất cả đều như thế. Bọn hắn tu vi hùng hậu, lại trốn ở tối hậu phương, liên thủ chống lại dưới, thế mà rất nhanh liền tự lôi âm ảnh hưởng dưới thanh tĩnh lại. Chỉ bất quá cho dù thanh tĩnh, bọn hắn một thân nội khí cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Còn sót lại chỉ có khủng hoảng vô tận. Tống tướng quân Dương Phương trong miệng phát ra nồng đậm tiếu dung, mặt nạ trên mặt lộ ra càng yêu dị. Giờ khắc này, đơn giản giống như là cái gì địa ngục ác ma đồng dạng. Hô! Hắn dẫn theo hai cái trường đao, mang theo giày đặt hàng phong, trực tiếp hướng về tống vạn thân thể nơi đó cùng nhào mà đi. Tống vạn sắc mặt thống khổ, vội vàng lấy ra một chút đan dược, hướng về trong mồm điên cuồng lấp đầy. Nghiệt súc! Hắn thống khổ gọi, hai lỗ tai của mình đã triệt để phế đi. Giờ phút này hoàn toàn nghe không hiểu Dương Phóng đang nói cái gì. Nhưng là hắn lại biết, không giết chết Dương Phóng, hắn hôm nay tuyệt không có khả năng hoặc là rời đi nơi này. Giết. Tống vạn phát ra gầm thét, từ dưới đất nhào lên, toàn thân trên dưới còn sót lại lực lượng toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau, từ chân cùng hông, tầng tầng kéo lên, tất cả kinh mạch đều tại lóc bóp trung động. Trực tiếp một bước xông ra. Năm ngón tay như rồng, rộng lượng bàn tay mang theo hùng hậu sức mạnh đáng sợ hướng về dương phóng hung hăng vỗ tới. Hắn mặc dù nội khí hao hết, nhưng là nhục thân phương diện cũng sẽ không quá yếu. Nhất là hắn luyện là kim cương trưởng. Đây vốn chính là một môn từ bên ngoài mà bên ngoài công phu, chỉ có trước luyện thịt ngon thân, mới có thể thôi động nội khí, đem môn này trưởng pháp phát huy đến cực hạn. Chết! Âm! Dương phóng sông đao rơi xuống, hung hăng rơi đến tống vạn trên thân, phát ra từng đợt trầm muộn tiếng vang. Tống vạn thân thể lần nữa bị đánh bay ngược mà ra, hung hăng nện ở nơi xa, như là trách rưới, nơi bàn tay xuất hiện lần nữa lâm ly huyết thủy. Huyết nhục bên ngoài lật, nhìn thấy mà giật mình. Tống vạn rốt cục lộ ra sợ hãi. Hắn là hắc long quân tướng lĩnh một trong. Mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ đi đến chiến trường, nhưng là hắn không muốn chết, hắn nhưng chưa bao giờ có đối mặt qua tử vong chân chính. Nhưng giờ khắc này, hắn xác thực cảm nhận được, trong lòng xuất hiện khó tả hoảng sợ. Khụ khụ, băng hữu, chuyện gì cũng từ từ tống vạn vội vàng mở miệng không ngừng ho ra máu hoảng sợ nói ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi không cần thiết khuyên náo như thế cương bạc đang dược ta tất cả đều có lần này hắc long quân đoạt được tất cả đều có thể tặng cho ngươi tha ta được hay không được hay không dương phóng từng bước một đi vào tống vạn phụ cận mặt nạ màu trắng phía dưới là một đôi điên cuồng mà tùy ý ánh mắt cười quái dị nói, đi nải nải ngươi đầu, giết ngươi, đồ vật cũng là ta. Phốc phốc. Hắn một đao đánh xuống, trực tiếp đem tống vạn tráng bổ ra, một mực bổ tới cái cổ. Sau đó dương phóng một cước đá ra. Phịch một tiếng, đem tống vạn thi thể hung hăng đá bay ra ngoài. Thoáng qua. Dương Phóng lại đem ánh mắt hướng về mấy vị khác lục phẩm cao thủ nhìn lại. Kiếm tháp hoang dã, bích thủy bạch nguyệt lâu bạch phong bạch kiếm tứ phương minh đàm trưởng lão ngô trưởng lão giờ phút này đều là một mặt huyết thủy đang sợ hãi hướng về nơi xa bò đi đều không ngoại lệ tất cả đều điếc trong lỗ tai đang không ngừng chảy máu dương phóng nhanh chóng hướng về tới huy động sông đao hướng về đám người chém tới bạch phong trong miệng gian nan kêu to phát ra thanh âm ngay cả chính hắn đều nghe không được nhưng lại trở lại hướng về dương phóng nên đón. Những người khác mặc dù trong lòng kinh hãi nhưng cũng nhao nhao quay đầu, phóng tới dương phóng. Chỉ là nội lực khô kiệt, lại bản thân bị trọng thương bọn hắn làm sao có thể là dương phóng đối thủ. Chết! Dương Phóng nhe răng cười một tiếng, đi lên bổ vào một người trên thân. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 Thiên thần tổ chức bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 69 Thiên thần tổ chức Giết, mau giết hắn, không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Tứ phương minh đàm trưởng lão sắc mặt nhăn nhó, áo choàng phát ra, toàn thân đều là máu tươi, mở miệng đóng to. Hắn liều lĩnh vận chuyển còn sót lại nồi khí, hướng về dương phóng đánh tới. Hai cái nguyên bản bị điện giật tiêu hồ bàn tay, giờ khắc này lại trực tiếp nổi lên một tầng hào quang màu đen nhắn còn có dư lực dương phóng nhướng mày thân thể nhanh chóng trốn tránh tránh đi đàm trưởng lão một kích này ánh mắt sắc bén bắt lấy khe hở huy động trường đao trực tiếp hướng về đàm trưởng lão tráng hung hăng tích đi đàm trưởng lão vội vàng trở lại hai tay kẹp lấy Khen một tiếng kẹp lấy dương phóng trường đao trong tay lại không nghĩ dương phóng lần nữa nói ra lôi âm cút oanh đàm trưởng lão não hải oanh minh, lần nữa phủ. Dù là lỗ tai của hắn đã bao phủ, nhưng là yên nguyên bị khủng bố lôi âm ảnh hưởng. Thật giống như cái này lôi âm không chỉ là từ lỗ tai truyền ra, từ lỗ chân lông cũng có thể truyền vào thể nội, thậm chí cách nhục thân trực tiếp chấn động linh hồn. Phốc phốc. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, một cái đầu lâu tại chỗ từ cổ của hắn bay ra. Huyết thủy giống như là phun nhỏ suối đồng dạng không đầu thi thể lung la lung lay, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hắn chính là lục phẩm đại thành tu vi, bị minh chủ phái tới, đến đây thăm viếng lần này hắc thiết khu quần cư thần chủng sự tình thật giả, bên người cao thủ nhiều như mây, mình lại thực lực không phải tục, chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết tại như thế một cái nho nhỏ khu quần cư. Dương phóng đá một cái bay ra ngoài đàm trưởng lão thân thể, bạch sắc không biểu cảm mặt nạ giống như ác ma, tiếp tục hướng về còn lại mấy người nơi đó phóng đi, một đôi phong mang lấp lóe con ngươi đơn giản giống như là đoạt hồn mốc đồng dạng. Tại hắn vừa mới lôi âm bên trong, ngoài trừ đàm trưởng lão chịu ảnh hưởng, còn có kiếm tháp bích thủy sư tỷ bạch nguyệt lâu bạch kiếm. Hai người này tu vi còn xa không kịp đàm trưởng lão, dù là không phải chính diện nhận lôi âm xung kích, y nguyên tiến vào ngay ngô bên trong. Phốc phốc. Dương phóng một đao tích ra, chém vào bạch kiếm trên ót, đem hắn đầu u đầu sức tráng, sau đó một cái khác cây trường đao, trực tiếp hung hăng tích hướng kiếm tháp bích thủy sư tỷ nơi đó. Bích thủy Kiếm tháp hoang giả sư huynh sắc mặt thống khổ, một mặt huyết thủy, huy động trọng kiếm, vội vàng hướng dương phóng nghênh đón. Ken một tiếng, hoang giả sư huynh trong tay trọng kiếm kém chút tuột tay. Ngươi cũng chết. Dương phóng luân động một cái khác cây trường đao, trực tiếp hướng về hoang giả sư huynh tích đi. Hoang dã sư huynh vội vàng huy động trọng kiếm, đem hết toàn lực tiến hành phong cản. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Lâu Bạch Kiếm, Tứ Phương Minh Ngô Trưởng Lão, cũng lần nữa điên cuồng nhạo về phía dương phóng. Kiếm tháp bích thủy sư tỷ rốt cục tỉnh táo lại, vô cùng hoảng sợ, toàn thân trên dưới rung lẫy bẫy, cảm giác như cùng ở tại trước quỷ môn quan dạo qua một vòng đồng dạng. Vừa mới nàng thế mà lần nữa đã mất đi ý thức. Mắt thấy hoang dã sư huynh bọn người vây công trước mắt đạo này khôi ngôn người đeo mặt nạ, nàng nhìn xuống sợ hãi lần nữa nhào tới một tay khoái kiếm nhanh chóng thi triển mà ra hướng về dương phóng yếu hại bao phủ tới dương phóng mày nhăn lại hai cái trường đao huy động hô hô chói tai ken bỗng nhiên một đao tích bay hoang dã sư huynh trong tay trọng kiếm một cái khác trường đao trực tiếp hung hăng tích hướng về phía hoang dã sư huynh mặt sư huynh bích thủy sư tỷ phát ra kinh uống trường kiếm trong tay vội vàng nhanh chóng đâm về Dương Phóng hậu tâm. Lại không nghĩ Dương Phóng nhìn cũng không nhìn, trường đao tiếp tục tích hạ. Hoang giả sư huynh một mặt sợ hãi, vội vàng theo bản năng vung vẫy hai tay đón đỡ. Ken. Phốc phốc. À, liên tiếp thanh âm vang lên. Một đạo là bích thủy sư tỷ đâm vào dương phóng hậu tâm phát ra thanh âm, trường kiếm mũi kiếm trực tiếp đâm trách quần áo, rơi vào bên trong nội giáp bên trên một đạo khác thanh âm, thì là dương phóng trường đao tích qua, đem hoang giả sư huynh hai cổ tay tại chỗ tích hạ. Hoàng giả sư huynh đau kêu thê lương thảm thiết, hai cổ tay chỗ huyết thủy dân trào, thân thể nhịn không được hướng về hậu phương liên tục trút lui, trong thần sắc tràn ngập sợ hãi. Dương phóng thân thể lóe lên, đạp tuyết công thi triển, nhanh chóng tiếp cận mà qua, trường đau từ hoàng giả sư huynh cái cổ xẹt qua. Một cái đầu lâu trực tiếp từ hoang giả Sư Huynh trên cổ lăn xuống. Thi thể của hắn lung la lung lay, hai đầu gối mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất. "Hoang giả Sư Huynh!" Bích Thủy Sư Tỷ hoảng sợ kêu to. Nàng trong lòng sợ hãi, triệt để đánh mất dũng khí, vội vàng liều lĩnh quay người đào tẩu. Còn lại Bạch Phong, Ngô trưởng lão vừa nhìn thấy nàng quay người đào vong, cũng sinh ra kinh hãi, cũng không dám lại lưu lại, liền vội vàng xoay người bỏ chạy lại không nghĩ. liền tại bọn hắn vừa mới chạy ra, dị biến nảy sinh. Từng đợt não hải cảm giác mê man bỗng nhiên truyền đến, lỗ tai chỗ ông ông tác hưởng, trước mắt xuất hiện vô số ảo giác. Thân thể như là say rượu, bịch bịch ngã sắp trên mặt đất. Độc. Ngô trưởng lão sắc mặt hoảng sợ, đạo, ta trúng độc. Gia hỏa này thực lực đã đáng sợ như thế, thế mà còn hạ độc mấu chốt là bọn hắn không chút nào biết đối phương là như thế nào hạ độc tha ta tha ta trên mặt đất bích thủy sư tỷ ngữ khí thì thào nằm rạp trên mặt đất vô cùng hoảng sợ mở miệng không hổ là lục phẩm cao thủ kháng độc tính đến cùng là mạnh ta hạ nặng như vậy độc thế mà đến bây giờ mới xuất hiện phản ứng dương phóng trong lòng cảm khái cái này nhược đổi thành là bình thường ngũ phẩm cao thủ sớm đã bị độc lật ra kết quả bọn hắn còn có thể cùng mình đại chiến lâu như vậy. Bất quá, cũng may hết thảy đều kết thúc. Dương Phóng đi qua, huy động trường đao, trực tiếp hướng về Bạch Phong chỗ cổ hung hăng tích hạ. Chờ một chút, thần chủng là cái gì? Bạch Phong sắc mặt thống khổ, còn muốn hỏi thăm. Phốc phốc. Tuyết nước dân trào, nhụm đỏ mặt đất. Đầu lâu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Dương Phóng bước chân không ngừng, theo sát lấy hướng về kia vị bích thủy sư tỷ đi đến, lại là một đau rơi xuống. Buông tha ta. van cầu ngươi, đừng giết ta. Phốc phốc. Lại là một cái đầu lâu lăn xuống mà xuống. Yên tâm, không thương. Dương phóng ngữ khí bình đạm, theo sát lấy hướng về kia vị ngô trưởng lão thân thể tích xuống dưới. Ngô trưởng lão cho dù thân thể đã sụi lơ, yên nguyên không muốn nhận mệnh, muốn toàn lực xê dịch thân thể, hướng về nơi xa bò đi trên mặt đất bị hắn leo ra ngoài một đạo thật dài vết máu chỉ là dương phóng trường đao vẫn là rơi vào hắn trên thân phốc phốc viên thứ ba đầu lâu lăn xuống bông tuyết càng rơi xuống càng lớn hàng phong ô ô chói tai dương phóng đứng ở bão tuyết bên trong nhìn xem đầy đất thi thể lại nhìn một chút nơi xa ngơ ngơ ngác ngác đám người thở sâu vẫn là quyết định nhất cổ tác khí toàn bộ chém chết được rồi nếu không vạn nhất có người đột nhiên thanh tỉnh, coi như phiền toái. Nhất là trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ vi diệu. Nội khí tiêu hao quá độ, cơ hồ triệt để thấy đấy. Mà lại trước đó còn thi triển ngã bạo khí quyết, một khi bạo khí quyết tác dụng phụ xuất hiện, hắn khẳng định sẽ trở thành người khác thịt cá. Tam hà ban chủ, ngươi cũng đi chết đi. Dương phóng huy động khảm đao, hướng về cách hắn hơi gần một bóng người bổ tới tất cả lục phẩm cao thủ cũng không thể buông tha. Đây là uy hiếp lớn nhất. Tam Hà Bang Bang chủ Ngụy Thiên Long thực lực rõ ràng so trước đó mấy người yếu nhược rất nhiều, trước đó mấy người đều đã cùng dương phóng đại chiến nửa ngày, hắn thế mà còn không có từ ngơ ngơ ngát ngác bên trong tỉnh lại. Cho đến lúc này dương phóng trường đau lâm thể, hắn mới rốt cục có vẻ thanh tĩnh. Ngụy Thiên Long sắc mặt hoảng hốt, vội vàng mở miệng. Không muốn. Phốc phốc đầu lâu bay ra, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, nổi bật bông tuyết đầy trời. Chậm. Dương Phóng tiếp tục hướng phía trước đi vào. Lại tại lúc này. Còn lại đám người rốt cục bắt đầu lần lượt khôi phục. Từng cái sắc mặt trắng bệt, hai lỗ tai ong ong, lộ ra sợ hãi, vội vàng hướng bên người khu vực nhìn lại. Tướng quân chết. Hoàng giả sư huynh cũng đã chết. Đàm trưởng lão, ngô trưởng lão đều bị giết mau trốn a à. không biết là ai dẫn đầu hét to lên tất cả người thanh tĩnh lại tất cả đều lộn nhào hướng về nơi xa chạy ra ngoài mặc dù có người còn không có thanh tĩnh nhưng ở đám người chen chúc phía dưới vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại lộ ra vẻ sợ hãi vội vàng bắt đầu đào vong dương phóng thở sâu kém chút lần nữa ngã sắp xuống hắn cố nén thân thể không ngã trong lòng thật sâu nghiêm nghị cầm thật chặt trường đao sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tốt. Trốn tốt. Lúc này, tùy tiện một người đoán chừng đều có thể giết chết chính mình. Vạn nhất bọn hắn phát hiện mình đã đến nỏ mạnh hết đà, vậy thì phiền toái. Toàn bộ hắc hổ ban tổng bộ một mảnh. Người người sợ hãi, hận không thể trên thân mọc ra tám đầu chân tới. Bọn hắn vừa mới thanh tĩnh, trong đầu ngoại trừ sợ hãi, đã không có cái khác. Giờ phút này, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tỉnh táo suy nghĩ, càng không có bất luận kẻ nào có can đảm dừng lại. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ hắc hổ bang tổng bộ liền trốn không ai. Bông tuyết càng rơi xuống càng lớn. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, lưu lại một chỗ thi thể. Dương Phóng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, khôi phục ước chừng chừng nửa canh giờ, bả vai, cổ tay, quần áo, sợi tóc đều đã biến thành bạch sắc. Rốt cục, hắn chậm chậm thở hắt ra trọc khí. Gần như khô kiệt nội khí khôi phục ba bốn thành tới. Dương Phóng quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu ở trên thân mọi người tìm tòi. Nhất là Tống Vạn, Hoang Giả, Bích Thủy, Bạch Phong, Đàm Trưởng Lão bọn người. Bọn gia hỏa này đều là đại nhân vật. Tìm trong ngày cao cao tại thượng, trên người đồ tốt quả quyết không ít. Dương Phóng chuyên môn từ một vị trưởng lão trên người lột một thân áo khoác xuống tới, đem tìm thấy được tịch tà ngọc bạc vụn vàng lá không biết tên đang dược bí tịch nội giáp tất cả đều đặt ở cái này áo khoác bên trên một vòng lục soát xuống tới trực tiếp tại cái này áo khoác bên trên chồng chất lên cao cao một tầng hắn toàn bộ đem nó đóng gói thật dày một bao lớn lúc này vác tại sau lưng hướng về mình trước đó đào móc địa động lần nữa chạy tới kết quả mới vừa vặn xông ra không xa dương phóng trước mắt liền bắt đầu cấp tốc biến thành màu đen từng đợt trước nay chưa từng có suy yếu cảm giác từ toàn thân đánh tới, đem hắn bao phủ ở bên trong. Không tốt, bạo khí quyết tác dụng phụ xuất hiện. Dương Phóng cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép thanh tĩnh, tăng tốc bước chân, hướng về trước đó trụ sở tiến đến. Vừa mới xông ra một đầu ngõ nhỏ. Dương Phóng bỗng nhiên biến sắc, thân thể dừng lại, một đôi băng lạnh ánh mắt cách xâm bạch vô tình mặt nạ hướng về phía trước nhìn lại. Đầu ngõ chỗ hai người mặc màu đen cà sa tăng nhân ngăn ở nơi đó cầm trong tay thiền trượng một mặt đau khổ chi sắc sai lầm sai lầm cầm đầu hắc ấn thiền sư một tay dựng thẳng lên phức tạp nói thí chủ tạo sát nghiệt không khỏi nhiều lắm lão hòa thượng các ngươi cũng muốn chết dương phóng thanh âm băng lãnh ánh mắt vô tình trường đao trong tay đã chăm chú nắm lấy a di đà phật hắc ấn thiền sư tụng tiếng niệm phật mở miệng nói chúng ta không dám là địch, chỉ là hy vọng thí chủ lòng dạ từ bi, đừng lại giết tiếp. Hư. Dương Phóng phát ra hừ lạnh, dưới mặt nạ khuôn mặt thấy không rõ biểu lộ, đạo, ta, thiên thần tổ chức, làm việc, không cần muốn các ngươi đến khoa tay múa chân. Cúc. Hắn cuối cùng uống ra một đạo lôi âm, thân thể lại mảnh nhưng rút lui. Hướng về một cái khác đầu ngõ nhỏ lao đi. Đạp tuyết công thi triển, nhanh chóng chạy khỏi nơi này hai vị tăng nhân não hải vù vù lâm vào ngây ngô kéo dài ước chừng ba bốn giây mới lần nữa tỉnh táo lại hai người trong lòng kinh hãi hướng về sau rút lui đối mặt bọn hắn vừa mới lại ngắn ngủi mất đi ý thức bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video